chẳng, chúng ta cũng khó định tội lỗi gì. Nhưng mà nếu mình thấy điều đó mình làm đã sai thì bây giờ mình phải sám hối thôi. Và nếu có cơ hội khuyên ai đó đừng có lặp lại cái việc làm của mình. Cái mình có thể làm được là mình có thể nhắc nhở những người thế hệ bằng mình, sau mình, hãy cẩn thận đừng làm những điều để rồi khổ đau giống mình. Đó là cái cách mà mình sám hối. Chứ mình làm gì được với mấy đứa nhỏ bây giờ. Nhưng mà cái cách phục thiện tốt nhất là đi rao giảng trở lại những điều khổ đau khi làm việc đó. Cũng giống như nước Mỹ và nước Canada đó, có những người họ ghiền rượu, ghiền xì ke, ma túy. Sau khi họ đi vào những trung tâm cải huấn, họ đã tốt rồi thì họ đi làm lại một cái việc là họ đi khuyên trở lại những đứa nhỏ đó. Thỉnh thoảng Pháp Hòa tổ chức khóa tu cho thanh thiếu niên á, Pháp Hòa mời những người đó lên để nói chuyện. Tại vì chính những người đó là những người đã bị ghiền, đã bị đau khổ, và bây giờ những người đó đã vượt lên bằng cách nào thì những người đó sẽ có nhiều kinh nghiệm và chia sẻ với các em. Đó là cái cách họ sám hối chứ gì đâu. Tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, nghĩa là giây phút này mình tâm tịnh tịnh rồi thì những tội lỗi về sau nó sẽ được tiêu. Cái sau nha, thì nó phối hợp với tội mà tiêu, tâm mà tịnh. Nhớ rằng tội cũng là tạm mà tâm tịnh cũng là tạm, thải điều không. Khi mình đã sạch rồi thì đừng bao giờ cười những người dơ, vì mình đã từng dơ. Cho nên có cái gì đâu mà phải dính mắc, gọi là tội tiêu tâm tịnh, thải điều không. Như vậy mới gọi là chân sám hối. Rất nhiều thanh niên, rất nhiều thiếu nữ đã làm sai bằng nhiều kiểu nhiều cách. Nhưng không lẽ cuộc đời này ai sai ai quấy mình cũng đều đẩy họ ra sao? Hãy cho họ cơ hội làm lành, làm thiện. Có những người ngày xưa 20 năm đầu dụng thân trật, khi hiểu đạo rồi cuộc đời còn lại dụng thân cho đúng. Mà dụng thân cho đúng là sám hối, đúng theo phương pháp của Phật. Thưa Thầy, trong kinh có thấy là đa số Đức Phật, sa số tên của các vị Phật đó từ đâu mà có? Chỉ có một Đức Thích Ca thuyết pháp, các ngài khác có làm việc này không? Thưa đại chúng, là trong kinh cái câu hỏi là nghe thấy kinh điển nói nhiều vị Phật quá mà các vị này có làm việc giống Phật Thích Ca không? Dạ thưa có chứ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, trên cái trái đất con người này, toàn thể đất nước và con người sống trên trái đất này, có ai mà sống khác hơn chúng ta là sáng cũng phải đi làm để kiếm sống, rồi cũng phải ăn, cũng phải ngủ, phải mặc, phải làm tất cả những công việc đó không? Giống hệt với nhau hết. Mười phương chư Phật cũng làm một việc thôi, cái này gọi là bát tướng thành đạo. Mười phương chư làm một việc thôi, làm tám việc giống nhau. Đản sanh, xuất gia, tu hành, thành đạo, chuyển pháp, rồi niết bàn, rồi thậm chí các ngài đi vào cái chuyện gọi là có gia đình, thí dụ vậy, các ngài đều trải qua những cái tướng đó hết. Bây giờ ví dụ như một cái người ông, một ông vua và một người dân thường, tuy hai cái đời sống nó khác nhưng mà cái thủy chung cái gốc sống nó giống không? Giống hệt thôi. Thì chư Phật cũng vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà sở dĩ mình biết được cái đạo hiệu hồng danh của quý ngài là do sự giới thiệu. Và có khi á, do công hạnh tu của các vị mà chúng ta xưng tán cũng có. Kính bạch Thầy, khi con hít vào thì niệm Quan Âm, khi con thở ra niệm Bồ Tát, vậy là đúng hay sai? Dạ được.
Thậm chí quý vị trì câu chú Án Mani Bát Di Hồng, quý vị vẫn thở theo cái câu đó được. Hít vào Án Mani, thở ra Bát Di Hồng. Hay là thí dụ quý vị thương Pháp Hòa quá, quý vị hít vào Thích, hít ra Hòa, cũng không sao hết. Bởi vì tất cả các cái tên đó, nó chỉ là một cái điểm để chúng ta đừng mất chánh niệm trong khi mình ngồi tịnh thôi, chứ nó không có là gì hết. Thí dụ như bây giờ nè, người thiền á, thiền tay dạy mình quán hơi thở. Thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, chứ người ta đâu có dạy niệm Phật. Nhưng mà bây giờ mình thấy câu niệm Phật này hữu hiệu cho mình. Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Miễn sao mà trong khi mình ngồi đó mà tâm của mình nó có một cái đề mục, nó cổ tâm mình vào đó, mình không có bị mất cái chánh niệm là được rồi. Có nhiều khi mình đi thiền á, bước cái chân này mình nói trái phải, mình đọc cái tên mà mình đang bước đó, chân trái chân phải, hoặc là mình gọi tên người thương của mình. Thí dụ mình thương ba thương má, con đi cho ba, con đi cho mẹ. Khi mình đi từng bước đi cho ba, đi cho mẹ, tự nhiên một lát nữa mình hạnh phúc. Mình thấy rằng mỗi bước chân mình đang đại diện cho ba, cho mẹ mình đi. Đâu có sao đâu. Pháp Hòa bày quý vị đút cơm cho mấy đứa nhỏ đó. Muỗng thứ nhất ăn cho ba con, ăn cho má con, ăn cho ông nội, đem hết dòng họ mình rang hết, lát hết chén cơm. Nhưng mà mình không nói vậy, nó thấy nguyên chén cơm nhiều quá. Bây giờ một người một muỗng cơm. Con có thương ba không? Có thương, ăn muỗng này cho ba. Con thương cô không? Ăn muỗng này cho cô. Phương tiện mà, cái cứu cánh là hết chén cơm, còn phương tiện thì tùy mình. Cứu cánh là tịnh tâm, phương tiện là tùy mình. Mình hợp với cái nào thì mình theo cái đó. Cứu cánh là hết bệnh, phương tiện là uống thuốc. Người hợp với Tylenol thì uống Tylenol, người hợp Advil thì uống Advil. Ai hợp cái gì thì uống thuốc nấy. Cái quan trọng là hết bệnh. Còn chúng ta hết kiểu nào thì tùy theo sự điều chỉnh cái liều lượng thuốc của chúng ta. Con nít nó nhỏ tuổi, không thể cho nó uống cái liều như người lớn được. Uống vào nó sẽ xỉn, hay là thậm chí nó ngộp thở vân vân. Nó có những cái side effect thì mình phải tự điều chỉnh chứ. Thì cũng như vậy, mục đích chúng ta ngồi tịnh tu là chẳng qua giúp cho tâm mình tịnh, còn cách nào đó là tùy mình. Có nhiều vị hỏi là thờ Phật Thích Ca mà niệm Di Đà hoài, không biết Phật Thích Ca có buồn không? Nếu thật sự Phật buồn thì Phật đâu phải là Phật. Mà buồn cái gì, khi cái chuyện niệm Phật là Ngài giới thiệu mà, chứ mình đâu có biết. Phật Thích Ca là người dạy mình niệm Phật Di Đà, chứ sao mình biết được. Mình biết Phật Di Đà là qua sự giới thiệu, kết nối, kết duyên của mình với Phật Di Đà. Cho nên Phật Thích Ca kết duyên mình với Phật Di Đà, Phật Thích Ca kết duyên mình với cõi cực lạc, Phật Thích Ca kết duyên mình với chư Bồ Tát. Chứ còn bản thân mình có biết đâu. Mình cục tác thì biết, chứ còn Bồ Tát không biết ai. Cho nên sự giới thiệu của các vị kết duyên, kết duyên. Niệm Phật có bốn cách. Lần chuỗi gọi là sổ châu niệm Phật. Niệm Phật theo hơi thở gọi là tùy tức niệm Phật. Đi từng bước niệm Phật là kinh hành niệm Phật. Quán chiếu hình ảnh của Phật gọi là quán tướng niệm Phật. Giờ mình niệm Phật mà tâm mình loạn quá, để hình Phật ra trước mặt để mình nhớ hình ảnh của Ngài, mình không loạn. Quán tướng niệm Phật, lần chuỗi niệm Phật, hơi thở niệm Phật, kinh hành niệm Phật, cái nào cũng được, miễn là mình có niệm Phật để tâm mình tịnh. Con quy y được đặt hai pháp danh. Lúc đọc thì đọc là Diệu Thành, nhưng khi nhận giấy là nhận Tâm An Nhiên. Vậy pháp danh của con là Diệu Thành hay Tâm An Nhiên? Nếu bình thản tên gì nhận tên đó thì quả thật là Tâm An Nhiên.
đúng không? Bây giờ lúc đọc thì kêu Diệu Thành, mà giấy về thì gọi gọi là tâm an nhiên. Mà bây giờ mình không chịu tâm an nhiên, không lẽ sửa nữa sao? Thì thôi, đã là tâm an nhiên thì cứ an nhiên với tất cả các duyên nó tới với mình. Lúc mình quy y, mình có biết mình sẽ được tên gì đâu. Trong bụng chỉ nói mong thầy đặt cho con cái tên đẹp đẹp. Có không bà cụ? Quy y được đặt pháp danh là Tịnh Thê. Thê là cái thang, cái thang từng bước lên cõi tịnh. Mà bà không hiểu chữ thê đó, bà nhất định là tôi lại thầy, cuộc đời tôi nó thê thảm quá rồi, tôi mong tôi vô chùa thầy đặt cho tôi cái gì cho tôi thoải mái một chút, nhè đâu thầy dẫn cho tôi một chữ thê nữa. Giải thích, dạ không, chữ thê là cái thang mà thang này dẫn mình lên cõi tịnh. Dạ không, thầy sửa đi, thôi tôi. Cuối cùng phải tùy thuận chúng sanh, đổi chữ lại tịnh nhàn. Bà không chịu thế thì bà nhàn. Mình quy y mà được cái pháp danh là Diệu Cử. Trời ơi, con có làm gì ta thời điểm con cử. Mà thiệt sự mà con không cử con vô chuồng chi. Con cử ăn, cử nói, cử tùm lum rồi con mới vô đây mà thầy còn biểu cử nữa là cử gì? Dạ không. Cử là cự là ngón tay cái nè. Nó con không có cử ai đâu. Thật ra tất cả những cái tên đó, nó đều nó có mang cái ý nghĩa nhưng mà tại mình không hiểu thôi. Chứ nó đâu có nhiều vị có những cái có nhiều người ta đặt pháp danh tên đâu chữ đó. Có cái cô đó, cổ pháp danh là Nguyễn Thị Trường, pháp danh là Quảng Nhuận, đem ra ráp lại là Nhuận Trường. Trời ơi, cô bực bội quá trời. Cô vô cô nói thầy đổi con pháp danh đi, thầy đặt cái gì kỳ quá, hết chuyện thầy đặt Nhuận Trường. Ông thầy nói đạo hữu đừng có buồn, vậy là đạo hữu quanh năm khỏi lo bón. Thế là cổ đi về. Một cái vị Phật tử khác tên là Nguyễn Thị Lê, pháp danh Diệu Lựu. Tên đâu chữ đó mà. Cô nọ tên là Hà Thị Lúa, pháp danh là Diệu Thơm. Ông nọ tên là Trần Văn Thình, pháp danh là Quảng Tị. Thình thì mới tới Tị. Đó là tên đâu chữ đó. Và quý vị đã thấy, đã từng thấy những pháp danh như vậy chưa? Có một vị hòa thượng pháp danh kỳ đó quá trời nhiều luôn, nói bây giờ chữ đâu mà đặt, lấy kinh Di Đà ra đặt. Diệu Như, Diệu Thị, Diệu Ngã, Diệu Văn, Diệu Nhất, Diệu Thời, Diệu Phật, Diệu Tại, Diệu Xá, Diệu Vệ, Diệu Quốc. Kinh Di Đà, nguyên cuốn kinh Di Đà, Như Thị, Ngã Văn, Nhất Thời, Phật Tại, Xá Vệ Quốc. Thấy không? Diệu Kỳ, Diệu Thọ, Diệu Cấp, Diệu Cô, Diệu Độc, Cấp Cô Độc. Thật ra thì cái pháp danh chỉ là một cái tên để mà kỷ niệm. Còn cái nghĩa lý thì thật là thâm sâu. Và tên nào cũng đẹp cả. Có nhiều vị ghi tên Pháp Hòa mà ghi trật. Dạ con xin chào thầy Pháp Hòa. Có một bữa Pháp Hòa đi chợ gặp cái cô kia, cô đứng hoài cô không chịu đi. Hỏi vụ gì vậy cô? Cô nói đứng chờ thầy đưa quà. Hỏi sao vậy? Tại thầy tên là Phát Quà. Dạ không, em tên Pháp Hỏa, Phát Quả. Cô không đi là có lửa đó. Bà ghe mới đi liền. Đứng sớ rớ là không có Phát Quà mà Phát Hỏa đó. Kính thưa thầy, nhà con trước cửa có trồng một cây bồ đề lớn,
xin thầy cho biết như vậy có tốt không? Trồng cây bồ đề thì tốt rồi, chỉ sợ trồng cây si thì mới mệt. Tại làm sao mà nhà chùa nào cũng có một cây bồ đề trồng ở trước? Quý vị đi chùa Việt Nam quý vị thấy không? Chùa nào cũng có một cây bồ đề trước đó. Mình bước vô cửa chùa, mình phải tiếp xúc với cây bồ đề. Bởi vì bồ đề là giác ngộ. Người giác ngộ đi chùa mới hạnh phúc. Người si mê đi chùa khổ lắm. Tại vì thấy cái gì cũng chấp trước, cũng chấp rồi cũng phiền, thì càng đi càng khổ. Cho nên Pháp Hòa có làm cái bài hát đó. Chùa tôi có cội bồ đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu nắng đẹp phương này, vàng sân lá đồ cho đầy trang thơ. Tâm của mình phải có một cây bồ đề. Nếu cây bồ đề trong tâm hồn của mình mà nó lung lay, nó biến đổi, thì cái sự tu của mình nó không thăng tiến. Mà trên đời này chẳng có cây gì gọi là cây bồ đề cả. Vì bản chất của cây đó nó không hề có tên là cây bồ đề. Nó là một cái cây tên là Pipala. Nó là một cây cổ thụ ở trong rừng. Hơn 2.000 năm trước, Thái tử Sĩ Đạt Ta đi vô rừng tìm một cái cây để ngồi thiền. Nhìn khắp có một cây đó bự nhất, cho nên Ngài chọn cái cây đó, Ngài ngồi để Ngài ngồi thiền. Và khi mà 49 ngày Ngài giác ngộ, Ngài tỉnh, Ngài thành tựu được cái sự tu hành của Ngài, thì cái quả vị giác ngộ đó chúng ta gọi là Bồ Đề. Và từ đó chúng ta gọi luôn cái cây đó là cây Bồ Đề, chứ bản thân nó không phải là cây Bồ Đề. Ví dụ như bây giờ Phật ngồi dưới cây thông mà Phật thành đạo, thì mình kêu cây thông là cây Bồ Đề. Phật ngồi dưới cây sầu riêng mà Phật thành đạo, thì cây sầu riêng được đổi tên là cây Bồ Đề. Phải không? Nhưng mà rất hên là Phật không ngồi dưới cây sầu riêng. Tại vì nếu mà Phật ngồi dưới cây sầu riêng mà bây giờ mình cũng ra cây sầu riêng mình ngồi đó, mà lỡ cây bồ đề nó, cái trái sầu riêng nó rớt xuống á, thì kêu là bồ đề gai. Quý vị có nghe cái từ bồ đề gai không? Bồ đề là những người tu hành mà thanh tịnh, an lạc, giải thoát. Mà người nào vô chùa mà cứ đụng ai cũng sân, đụng ai cũng phiền muộn đó, ta nói bà đã nổi bồ đề gai. Ông nó nổi bồ đề gai. Thì cái chữ bồ đề là giác ngộ. Ai trong chúng ta cũng có, phải có sự có giác ngộ mới ngồi đây. Người không giác ngộ không có đây. Cho nên ở đây có hai cái quán nằm sát nhau, hay ghê lắm. Bên là cây si, cây là hoa sen. Cây si là quán cà phê. Ở trên cái chỗ đó là cái gì đó không biết. Broke heart hả? Broken heart hả? Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên á, mình có trồng cây bồ đề là một biểu tượng để nhắc nhở mình. Mà thưa đại chúng, cây bồ đề nó đặc biệt. Ở bên Tích Lan á, có ba cái điều mà quan trọng trong một ngôi chùa. Bất cứ chùa nào lớn nhỏ cũng cần biết, người ta cũng tranh thủ làm ba cái này. Một là phải trồng cây bồ đề trong sân chùa. Hai là phải có cái tháp. Ba là có tượng Phật. Cây bồ đề, cái tháp tượng trưng cho Phật. Bởi vì nơi có nhiều Phật tử, người Tích Lan á, người ta tới chùa, người ta không có vô chánh điện, người ta lễ Phật. Ta ra cây bồ đề, người ta lạy. Ta lạy rồi ta ngồi ngoài đó, ta tụng kinh. Mà thậm chí có nhiều Phật tử á, ở nhà mình bưng một chai nước theo, tưới cây bồ đề. Đảnh lễ xong lấy nước tưới bồ đề. Có người mang sữa tưới cây bồ đề. Ở đây miếu mình sang, tưới Starbucks. Espresso.
Cho nên là thưa đại chúng là cái câu hỏi là có thể sợ cây bồ đề nó là cây cổ thụ lớn trước cửa nhà theo phong thủy như thế nào đó, nhưng mà không sao đâu. Chỗ nào có cây bồ đề là chỗ đó có Phật, vì cây bồ đề là tượng trưng cho Phật. Trong tâm mình còn có bồ đề, còn có giác ngộ. Anh chọc tôi giận, tôi có thể buồn anh, nhưng mà không vì anh mà tôi bỏ tu. Anh có thể làm tôi buồn, nhưng mà không vì anh mà tôi bỏ đi chùa. Anh có thể làm tôi giận, nhưng mà không vì anh mà tôi nghỉ đi khóa tu. Không vì ai cả mà phải vì mình. Như thế mình mới gọi là trồng cây bồ đề. Còn nếu mà mình á, trồng cây bồ đề xong bữa nào mình không vui mình bứng. Cho nên cây bồ đề trồng hoài mà sao không lớn. Bởi vì mình cứ hãy buồn giận nó, mình di dịch nó theo cái tâm tư buồn giận của mình, không nên. Cho nên trồng bồ đề là cái sự dưỡng cái, trồng cái bồ đề tâm ở trong lòng mình là một cái cần thiết. Còn nghe kinh Nguyên Thủy nói Phật Thích Ca 29 tuổi mới xuất gia có phải không? Cái này phải hỏi cụ chứ còn hỏi cụ Thích Ca, cụ đi tu. Bây giờ tại sao mà nó có hai cái thuyết, Pháp Hòa cũng giải thích một chút. Nó có hai cái thuyết. Một là có thuyết nói rằng Đức Phật đi tu năm ngày 19 tuổi. Một thuyết nói Đức Phật đi tu năm ngày 29 tuổi. Lý do nào có hai thuyết? Thuyết thứ nhất nói rằng Đức Phật 5 năm đi tìm đạo và 6 năm khổ hạnh, cộng lại là 11 năm. 11 năm tầm đạo và tự tu như vậy, cộng thêm 19 tuổi đời nữa là bao nhiêu tuổi? 30 mấy? 30 năm. 30 năm rồi khi mà Đức Phật đi, Đức Phật mất á, Đức Phật bao nhiêu tuổi? 80. Cho nên cái thuyết Đại Thừa nói là Đức Phật có 49 năm thuyết pháp. Nhớ không? Phật có 49 năm thuyết pháp. Vì vậy người ta tính rằng 5 năm đi tìm đạo và cộng 6 năm khổ hạnh là 11 năm tu hành, cộng với thời tuổi đời của Ngài, cho nên lúc Ngài thành đạo là 30 tuổi. Rồi đến khi Ngài tịch là 80 tuổi, cho nên mới nói 49 năm thuyết pháp. Đó là một thuyết, mà thuyết này là theo Đại Thừa. Cái thuyết thứ hai, Đức Phật đi tu năm 29 tuổi bởi vì người ta nói rằng Đức Phật suốt thời gian Ngài tu ròng rã, từ lúc đi tìm hiểu đạo cho đến Ngài tu khổ hạnh vỏn vẹn chỉ có 6 năm, chứ không có 5 năm kia. Nhưng mà tại vì bên kia chia ra, chứ thật sự thì Ngài đi tu chỉ có 6 năm suốt thời gian tầm đạo và tu hành của Ngài. Cho nên mới có cái bài thơ 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng sĩ đạt ta. Và 6 năm á, cộng với 29 tuổi là nhiêu? 35 tuổi. Và Đức Phật tịch năm ngày 80, trừ ra là còn nhiêu? 45 năm thuyết pháp. Vậy thì cái thuyết nào mình có thể tiếp nhận nhiều hơn? Cái này. Bởi vì 16 tuổi đi, 16 tuổi có vợ, 19 tuổi mới đi tu. Còn cái thuyết mà Đức Phật 29 tuổi mới đi tu, bởi vì Ngài có con rồi Ngài mới đi tu, là Ngài La Hầu La đó. Và La Hầu La chỉ là cái người chính được nhắc nhiều trong kinh thôi, chứ có Ngài còn một người con nữa, một người con gái. Nhưng mà trong kinh thường ít nói, bởi vì người con gái thường là nhắc Ngài La Hầu La nhiều. Thì ở đây cái vấn đề lịch sử thì chúng ta chỉ tạm hiểu như vậy. Đức Phật đi tu năm 29 tuổi và 6 năm tầm đạo tu khổ hạnh, Ngài thành đạo năm ngày 35 tuổi, cộng 45 năm thuyết pháp, Ngài viên tịch năm ngày 80 tuổi. Như vậy thì nó có cái bài bản hơn. Thì bây giờ ở đây thì mình cũng xa Phật nhiều rồi. Đã là lịch sử thì có những điểm nó không có tương đồng, và chúng ta thấy cái nào nó thích hợp hơn thì chúng ta tiếp nhận. Mà cho dù chúng ta nói rằng Phật
bao nhiêu tuổi đi tu rồi cũng không có gì quan trọng. Cái quan trọng là Ngài đã để lại gì cho chúng ta và chúng ta tiếp nhận giáo pháp Ngài như thế nào. Còn vấn đề lịch sử thì có thể du di gia giảm, không sao cả. Giống như Đức Phật đi sanh ra đi 7 bước á, đi 7 bước rồi mỗi bước có 7 hoa sen, rồi tay chỉ trời, tay chỉ đất vậy đó. Mình nên nhận cái đó như là một cái đạo lý để sống tu, chứ đừng nghĩ cái đó là thật. Như là một cái sự nhắc nhở chúng ta rằng Đức Phật đi trên 7 đóa hoa sen là tượng trưng cho người muốn thành tựu được đạo quả thì phải đi qua 7 con đường đi đến giác ngộ, mà chúng ta gọi là Thất Bồ Đề Phật. Mà Đức Phật xác định với chúng ta rằng thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhiều cách giải thích lắm. Và nếu như mình chấp rằng Đức Phật sanh ra và vừa sanh ra và Ngài ngồi dậy Ngài đi liền á, phải không, thì e rằng người ta không chịu nổi. Vì không có con nít nào mà nó khủng hoảng vậy. Mà ví dụ bây giờ nếu như Đức Phật mà thật sự là đi như vậy, chưa chắc Ngài khuyên mình tu mà Ngài mình chịu tu đâu. Mình sẽ nói phải rồi, Ngài sanh ra, vừa sanh ra Ngài đi, cho nên Ngài phi thường, Ngài tu thành Phật là phải rồi. Còn con phải ăn rồi phải uống rồi phải đủ thứ, giờ bởi vì con tu không thành là đúng thôi. Cho nên nếu mình nói như vậy là cái sự khuyên của Phật là tôi là một con người như quý vị mà tôi vẫn sống, vẫn tu được thì quý vị cũng sống. Tôi là Phật đã thành, quý vị là Phật sẽ thành, nó xác định hơn. Còn nếu cái gì Phật cũng phi thường hết, cái nhẫn hạn như nứt hông hoàng hậu bên hông này rồi Phật nhảy ra, Phật đi 7 bước, Phật khuyên mình tu, nói trời Ngài trển xuống Ngài đi kiểu đó, con đâu đi kiểu đó, bây giờ biểu con tu sao con tu được. Cho nên cái đó phải rồi. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình đừng có nói chi chuyện phi thường, trong cuộc sống hàng ngày mà mình kêu người ta làm gì đặc biệt hơn, nói thôi chị ở đó chỉ là chị sanh nhà con nhà giàu chỉ làm điều đó đúng, mà tôi con nhà nghèo mà làm sao được. Thầy cho con hỏi, tại sao khi tụng kinh hay suy nghĩ mình phải làm gì sau khi tụng? Cái này là planning á. Thật sự ra tụng kinh mà suy nghĩ lung tung á là cái chuyện không thể tránh. Rồi cái quan trọng á là mình đừng có để cho đó, cái đó nó lôi mình như thường khi. Vừa khởi suy nghĩ thì mình lại tiếp diễn những suy nghĩ đó, và cái người tỉnh giác là giật mình, thôi mình đang tụng kinh cứ kéo lại. Cái dòng suy nghĩ ra ngoài lề đó, nó là cái con trâu. Còn chúng ta phải ngồi chăn nó, là hễ nó vừa phóng là kéo nó lại, vì mình là một người chăn trâu. Mình là một mục tử, mình là một mục đồng. Cái tâm chạy nhảy mình là con trâu, nó hay nhảy lắm. Cho nên mình ngồi thiền, mình tụng kinh niệm Phật là mục đích là để làm gì? Để mình kéo con trâu đó lại, không để cho con trâu đó nó đi ăn lúa nhà người, nó quậy phá đất của người khác. Đến khi nào mà nó thuần thục, ngồi đâu tâm đó, ngồi đâu tâm đó, nghĩa là mình đâu trâu đó, mình đâu trâu đó, thì chừng đó mình mới thoải mái mà thổi sáo, đánh đàn, đi chơi. Quý vị có thấy bức tranh đó chưa? Chùa người ta hay vẽ 10 bức tranh chăn trâu đó. Đầu tiên con trâu đen thùi, con trâu đó là tâm mình đó. Rồi có một cái chú tiểu cầm cái roi chăn nó là mình. Rồi cái xỏ mũi nó có nghĩa là thấy cái dấu vết của tâm, rồi xỏ được cái mũi của tâm. Chăn con trâu từ khi nó đen thùi mà trắng lần, trắng lần, trắng lần, đến cái bước thứ 7, thứ 8 con trâu nó trắng. Rồi có một cái bước là người, cái chú một đồng ngồi trên lưng con trâu và thổi sáo, không phải lo lắng gì đó. Đó là cái giai đoạn mà người tu đã đến cái chỗ thuần thục. Còn mình bây giờ chưa phải là thuần thục thì mình phải tiếp tục chăn nó, phải tụng kinh, phải ngồi thiền. Đừng có lo tụng kinh suy nghĩ ra chắc Phật buồn hay là tội lỗi, không có chuyện đó. Cứ bình thường mà nhờ như vậy mình vẫn tiếp tục mình tụng á, thì từ từ nó mới thanh lọc.
Kính thưa Thầy, con kính chúc Thầy sức khỏe. Con có một điều thắc mắc, xin Thầy giải cho con được minh tường. Khi việc xích mích của con với một người, nếu con đã xả bỏ nhưng người kia không xả bỏ, thì bỏ kiếp này con có gặp lại người đó nữa không? Con nhớ Thầy có dạy duyên nghiệp lực gặp lại phải do hai hướng mình đi đến và người đó đến thì mới gặp. Nếu chỉ có một người hướng thì cũng không tạo được. Bây giờ đại khái là câu hỏi là có gặp nữa hay không, phải không? Đừng cho cell phone, đừng lên Facebook, đừng có nhào vô Tango là không gặp chứ gì đâu lo. Thưa đại chúng, cái vấn đề đúng như vậy là khi mà mình giận ai, mình buồn phiền ai, một khi mình đã xả là phần mình đã xong. Còn ai đó chưa xả bỏ là việc của họ. Làm sao mình làm chủ được người ta, mình biểu người ta làm gì? Phó Hòa ví dụ như á, các ngài hay ví dụ là khi mình như lấy củi mình đốt lửa, mà lửa khi mà củi hết thì nhất định cái gì phải có, phải tới. Củi hết thì gì? Lửa tắt. Chuyện đó là cái chuyện phải như vậy thôi, chứ không cách nào làm khác hơn được. Mình cũng như thế. Mình đến cuộc đời này, mình đối xử với tất cả mọi người, mình gặp tất cả mọi việc như một khúc củi có lửa. Và khi củi hết thì lửa tắt, nghĩa là mình xong việc thì mình đi. Pháp Hòa hay nói, ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chi ghi nhớ. Việc của mình đã làm xong, còn người ở lại là người ta dư thời giờ để người ta ngồi ta luận, cho kêu dư luận. Ta ngồi tới ta giải thích rồi đắn đo kêu bàn luận. Mà ta không đồng ý thì ta tranh luận, phải không? Rồi người ta dư luận, rồi bàn luận, rồi cãi luận, rồi tranh luận, đủ thứ luận hết. Còn mình á, xong việc rồi mình đi. Có một việc gì mà người ta không tranh, không phân búa, cho nên bận lòng chi chuyện đó. Còn bây giờ nè, trong 10 điều tâm niệm có một câu nè: oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Rồi có vị sẽ thắc mắc, nói vậy rồi không lẽ người ta hiểu lầm mình cũng để yên sao? Không phải. Nếu như người ta hiểu lầm mình phải có bổn phận giải thích. Giải thích xong phần mình đúng bài bản, nghĩa là đúng sự thật rồi, việc của mình giải thích đã xong. Còn nếu người ta thật tình là người ta có thiện chí muốn hàn gắn với mình, sau khi mình giải thích rồi sự hiểu lầm tan biến, thì điều đó thiện duyên vẫn tiếp tục. Nhưng mà cái người mà cố tình không muốn hiểu rồi, thì quý vị nghĩ người ta hiểu không? Làm sao ta muốn hiểu? Ta đã cố tình không muốn hiểu, người ta cố tình muốn gây chuyện rồi thì chịu thua. Dí dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Người ta muốn ra, người ta mới phải gieo cái tiếng dữ cho mình, ta mới ra được chứ. Nhưng mà cuộc đời tìm cho lắm rồi, cuối cùng bậu ra, bậu lấy oan gia. Nhân quả mà. Cho nên là thưa đại chúng, là mình, ai hiểu lầm mình, nếu mình cần giải thích cứ giải thích. Mà giải thích là phải giải thích cho nó đúng cái chương trình. Quá trình nó như thế nào là nói như vậy. Có lỗi thì phải nhận. Mà đa số mình nói hồi cái tự nhiên sao đi vòng vòng, hồi sao báo mấy cục phải cục đúng vậy, chạy về mình hết trơn. Kính thưa Thầy, con nghe nói nếu có người sống ngủ vẫn còn thấy người chết, vậy người thân của mình chưa được vãng sanh. Không hiểu sao ông nội con mất 24 năm rồi, vậy mà con vẫn còn gặp ông trong giấc ngủ hoài. Vậy ông nội con có được vãng sanh chưa? Này ông ngoại mới trả lời được chứ con.
Hai câu này nó cũng dính dính nhau nè. Cha mẹ con chết đã lâu mà con thường nằm mơ thấy ba con cứ kêu con hoài là bị lạnh và bị đói, thì chúng con phải làm sao? Thưa đại chúng, cái này thật sự là mình nói cho đúng ra là mình không có 100% biết vậy. Mình có đi trong đó đâu, mình chưa đi, hay là đã đi rồi mà tại ăn nhầm cái chén cháo lúa lên nó quên hết trơn. Cái này là mình căn cứ theo lời chư tổ nói thì mình nói lại, rồi mình kinh nghiệm chút. Rồi có những cái cõi mà chúng ta không thấy, và chúng ta thường gọi là cõi vô hình. Theo Pháp Hòa nghĩ, nó vô hình là vô hình với ai? Vô hình với ai? Vô hình với mình, là có lẽ mình không thấy thì mình kêu nó là vô hình, chứ chắc gì nó không có. Đó là mình nói, là mình nghĩ là như vậy. Thí dụ như bây giờ hồi nào hồi mình ở Việt Nam á, người ta nói nước Mỹ, chà mình chỉ nghĩ nước Mỹ là nước Mỹ thôi, chứ mình đời nào mình nghĩ là mình được đi nước Mỹ. Và thậm chí bây giờ ví dụ như mình ở cõi này nước Mỹ rồi, người ta nói có một cái thế giới gọi là cung trăng, thì có thể là mình cũng không chấp nhận được. Nhưng mà bây giờ người ta có những cái phương tiện đi lên tới những cái hành tinh đó để người ta tìm hiểu về những sự sống ở đó. Tại là cái gì mình chưa thấy cũng chưa chắc nó không có. Và ở đây cái vấn đề thứ hai mình muốn nói là người mất, khi mà một cái người mất mà mình thường thấy họ, thì có thể là họ chưa có được ở những cái nơi chỗ an lành. Họ cho mình gặp nghĩa là họ cần cái sự giúp đỡ của mình. Mình có thể giúp đỡ cho họ qua cái công việc cầu nguyện cho họ. Thưa đại chúng, cầu nguyện không phải là họ siêu đâu, nhưng mà mình khai mở sự chấp trước của họ. Ví dụ như họ chờ tiền của tới để họ xài. Thật sự ra người chết họ sống bằng tưởng. Họ nghĩ rằng trên thế gian này họ xài tiền, cho nên chết họ cũng phải xài tiền. Rồi bây giờ mình cũng thỏa mãn cái tưởng đó, cho mình lấy giấy tiền mình đốt. Mà mình đốt hoài vậy mà mình không khai thị cho ta biết cái này không thiệt. Bây giờ cuối cùng một ngày nào đó mình phải nói thiệt cho người ta nghe, tiền này là không thiệt, đừng có dính với nó nữa, hãy xả ly nó đi. Thì cũng như thế, người ta nhận cái thân này là thiệt. Thôi bây giờ nói chỉ người chết, mình sống sờ sờ đây mà nhiều khi mình vẫn mê lầm về cái thân mình vậy. Thân mình là thân giả, mình cứ tưởng nó thiệt. Và chính vì nó giả cho nên mình phải chăm sóc. Mà nhớ là có chăm sóc, có làm bất cứ cái gì thì cũng chỉ là tạm, chứ không bao giờ nó mãi mãi. Đến một lúc nào đó mà nó cần phải tan rã, nó cần phải chấm dứt, thì cuối cùng cũng phải chấm dứt, chứ không cách nào khác hơn được. Mà nếu mà mình chấp nhận, mình buông xả thì mình giải thoát. Còn mình dính mắc thì mình cứ lẩn quẩn, mình tưởng cái thân này là thiệt. Ngày xưa có một cô đó đó, cổ mất một đứa con. Thì người ta đồn là Phật Thích Ca đó, có khả năng cứu sống mọi cái con người, có cứu khả năng cứu khổ bao nhiêu người. Thì cô ẵm đứa con tới cổ nhờ Phật. Thì Đức Phật đâu có thể nào nói gì được nữa cho cổ bây giờ. Bây giờ cổ đang hiểu như vậy mà. Đức Phật mới nói thôi được rồi, tôi sẽ có thể cứu cho con cô sống được, với điều kiện là cô đi xin cho tôi một bó lúa, bó cỏ ở một ngôi nhà nào mà chưa từng có người chết. Cô đi từ Orange County lên Westminster, cô đi hết cái miền Nam, cô đi xuống miền Bắc Cali, cuối cùng cô trở về tay không. Thì Đức Phật mới hỏi chứ, ủa đứa con cô đâu rồi? Con chôn nó ở Oak Hill rồi. Thì Đức Phật mới hỏi tại sao. Nói dạ bây giờ con hiểu rồi, không có nhà nào mà không có người chết. Thì con của con nó chết cũng chỉ là một trong những trường hợp của người trên thế gian này. Nhưng mà nếu cái người mầm tâm mê, mình nói cái gì làm sao người ta hiểu? Chỉ khi nào tự thân người ta chứng ngộ cái chỗ đó. Có giống mình không? Khi mình thấy người đó không được, mình nói nó đâu có nghe.
nói thôi má, con biết má thương con mà giờ con thương rồi, thôi má để cho con khổ con chịu. Khi mà mình đã mê thì không tỉnh, mà tỉnh thì không mê. Cho nên mình tụng kinh phải người đó siêu, mà tụng để khai thị, đừng có bám cái xác đó. Có một người tới xin Phật giải cho họ cái sự chấp trước. Một vị tổ mới cầm cái ly nước vậy nè, đưa cho cái cô này, và cổ cầm trên tay về thì ngài mới rót nước nóng, nước sôi đãi. Rót đầy 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 thì nước nó tràn, nó phỏng tay của cô. Cô liền buông cái bật. Đức Phật, vị tổ mới hỏi giờ cô ngộ chưa? Mới đầu nó nóng cái tay nè, làm ngoài cũng nóng lắm chứ, nhưng mà nó, nước nó chưa tràn, cho nên cũng cố gắng mà dặn hết thần lực để mà nắm nó. Nhưng đến cuối cùng, đến cuối cùng, đến lúc phải xả thì nóng quá chịu gì nổi, tự động phải buông, chứ còn giờ nói gì cũng không được. Mình cũng vậy, có nhiều người ta khổ cùng tận, khổ nói theo ngoài đời là tơi bời hoa lá rồi, thì chừng đó tự buông chứ còn mình nói không được. Thì ở đây á, cái vấn đề tụng kinh không phải là mình cho họ siêu, mà mình nhắc nhở tự tâm họ giải thoát cái tham, cái chấp. Tham cái gì? Tham cái xác thân, tham tiền của mà họ để lại, hoặc là họ chấp trước những cái việc hơn thua trong cuộc sống của họ, họ xả là họ đi. Con nghe nói khi qua đời xác chết không được động nhiều để siêu thoát, vậy những vị donation thân xác mình cho từ thiện thì có bị gì không? Nếu mình đã cho người ta thì phải bị chứ, bị người ta mổ ra, người ta lấy cái gì ta cần. Cái câu hỏi là theo một quan niệm là chết thì không được đụng vô, vì để cho người đó được vãng sanh. Nhưng mà lỡ những vị mà hiến nội tạng cho y học thì làm sao? Thưa đại chúng, quý vị đừng có lo cái này. Nếu như mình đã phát nguyện hiến nội tạng, nghĩa là tâm tư mình đã chuẩn bị cái vấn đề là người ta mổ xẻ mình để người ta sử dụng nội tạng của mình, đã chuẩn bị rồi. Thì bây giờ nếu mình mất đi, mà vừa mất mà người ta có thể dùng được cái gì đó, mà người ta phải đụng vô người mình, phải mổ xẻ mình, thì mình đã mãn nguyện chưa? Nếu mà đã mãn nguyện thì có gì mà lo sợ không giải thoát. Chứ còn bây giờ nếu mà để yên nằm đó 8 tiếng cho mình vãng sanh xong rồi, còn gì nữa đâu xài. Và thứ hai nữa đó là chưa chắc tới hồi đi mà có gì xài được nữa. Hiến là cứ hiến, nhưng mà chắc xài được không? Thành thử ra đừng có lo cái chuyện gọi là ta đụng vô người mình không siêu thoát. Không có cái siêu thoát ở cái thân đâu. Cái tâm nó siêu thoát nó mới quan trọng. Cái thân này đâu là gì, khi mình chết rồi thì giống như là cái quạt máy mà điện nó không còn vô được nữa, nó chết mấy cái motor này rồi thì điện lực nó vẫn còn, nguồn điện vẫn còn, nhưng mà cái máy này nó có 5 years guarantee, lên tới giờ rồi nó collapse thôi, nó phải như vậy thôi. Còn cái chuyện để 8 tiếng á, lỡ mình không được để tới 8 tiếng cũng đừng lo chuyện đó. Bây giờ á, mình sợ chết không được để 8 tiếng phải không? Giờ mình tập vậy nè, mỗi ngày mình để 8 tiếng cho mình yên, đừng có đụng đậy được không? Tâm mình đừng có dao động chuyện gì hết, mình hãy để một ngày 8 tiếng cho nó bình an trong tâm, ngày nào cũng 8 tiếng kiểu đó đi. Mà lỡ mình chết mà không được nằm đó 8 tiếng, không có gì lo hết. 8 tiếng chỉ là một cái kinh nghiệm của các vị ta nói, chứ không có nằm trong kinh. Đừng có lo cái việc đó. Mà nổi cái chuyện mà thí dụ như mình định nghĩ trong đầu là để tới 8 tiếng, mà lỡ 6 tiếng người ta khiêng đi, buồn bực, trời ơi chỉ còn có 2 tiếng nữa mà ổng vẫn sanh. Khổ không? Phải giải thoát cái chỗ đó luôn. Có một sư cô đó, trước khi chết thèm một muỗng nước mắm. Tu mấy chục năm, nghe người ta nói nước mắm Phú Quốc, nước mắm gì đó không biết, mà cuối cùng cổ chỉ thèm một muỗng nước mắm. Trước khi chết
cổ xin uống một muỗng nước mắm. Nếu như mà cái người mà hiểu đạo đó thì sẽ cho cô này uống muỗng nước mắm. Vì sao? Vì một muỗng nước mắm đó, nó không có gì quan trọng hết. Nếu cổ uống được một muỗng nước mắm mà tâm cổ biết nó mặn như thế nào rồi, cổ chẳng mê mết gì nữa hết, cổ giải thoát liền tức khắc. Còn nếu mình không cho cổ uống thì vì mình nghĩ rằng cuộc đời tu của cổ mấy mươi năm, bây giờ vì một muỗng nước mắm này là mất hết đạo hạnh, cổ thèm muỗng nước mắm này, cổ trở lại cổ kiếm nó nữa, khổ không? Thì bây giờ uống một muỗng nước mắm để giải thoát, hay là gì, nhịn một muỗng nước mắm mà trở lại. Cái trường hợp 8 tiếng nó cũng vậy. Mình tu là mình, cái quan trọng là đời sống hàng ngày, tâm tư mình đã giải thoát. Giải thoát bao nhiêu cái phiền não xung quanh mình, không phải chỉ cái vấn đề người ta đụng vô mình không đâu. Người nhiều khi người ta chưa đụng nữa, mình chỉ nghe người ta nói thôi. Bữa nay tôi đi chỗ đó, nó nói động chị đó. Nó dám động tới tôi hả? Ta chưa có đụng vô xác à, ta mới đụng cái tên mình thôi là mình đã ré lên rồi. Hỏi ra, ôi nó nói con bảy đầu đường chứ không phải nó con bảy này. Hồi nhỏ đó, giận đứa nào kêu tên nó chửi. Nó nói mày sao mày chửi tao, tao chửi con bảy trên trời mà. Không biết quý vị có nhớ những cái chuyện hồi nhỏ Việt Nam mình, giận đứa nào là phải kêu tên nó ra mình chửi, mà nó lại nó kiếm chuyện. Tao đâu nói mày, tao nói nhỏ trên trời á. Bây giờ mình phải suy nghĩ là mình nằm đó mà người ta đụng vô mình phiền não. Vậy thì đời sống hàng ngày người ta thường thường nó đừng có nói đụng tới tôi nghe. Người ta chỉ mới có đụng cái tên mình thôi. Cái tên của mình là chẳng qua là biết đâu tên trùng tên, chưa gì hết là mình đã lên cái sân giận rồi. Pháp Hòa không có bác cái gì hết. Ai muốn gì cũng được hết. Nhưng cái Pháp Hòa muốn quý vị hiểu là nếu cuộc đời mình, cuối đời cái duyên của mình được như vậy thì tốt, không được cũng chẳng sao. Cái quan trọng là ngay trong giây phút đời sống hàng ngày của mình, mình phải tu tập như thế nào để tâm tư mình được thật sự giải thoát với cái đó. Nếu mà chỉ vì mình muốn đúng 8 tiếng thôi mà rồi người ta mới có 6 tiếng, 7 tiếng ta dời mình đi, mà 1 tiếng đó mà để mình đọa lạc thì thiệt sự nó không đáng. Cho nên quý vị đừng có lo chuyện này. Còn nếu ai mà ký giấy mà cho nội tạng cho y học, cứ cho đi, và lỡ lúc đó mà người ta sử dụng được vui lắm. Tại vì trước khi chết mà mình còn làm được một cái việc phước cuối cùng là cho những cái gì mà mình còn để lại được, quá mừng. Cái phước thiện cuối đời mình mà người ta còn dùng được thì hạnh phúc lớn quá. Có cái gì nữa mà, nghĩa là cái thân này đáng lý ra dục à. Mà vì dục bằng cách nào đây, không lẽ bỏ cho nó hôi lên. Cho nên phải tìm cách để vô lò thiêu kêu hỏa tán, để vô lòng đất kêu thổ tán, trôi ra ngoài sông kêu thủy tán, cho chim ăn điểu tán, dục trên rừng thi lâm tán. Phải tán mà tán bằng 5 cách. Phải có cách giải quyết. Vậy thôi chứ không có gì quan trọng. Cho nên mình á, thương thân thương xác, thậm chí mình muốn kiểu này, mình muốn kiểu kia đó, mà mình không được cái mình, vì cái đó mình đảo trở lại đó là mình chấp. Dạ kính thưa thầy, con có coi bộ phim nói về cuộc đời Đức Phật. Trong phim Đức Phật nói từ tịch tỉnh, con không hiểu ý nghĩa của chữ tịch tỉnh là gì. Làm thế nào để giữ mình được tịch tỉnh? Cái chữ tỉnh á, là mình tĩnh lặng. Chữ tịch là vắng lặng. Chữ tỉnh là sáng biết. Tịch tỉnh nghĩa là mình vắng lặng mà sáng biết. Pháp Hòa ví dụ ha, có một buổi sáng mình ngủ dậy thật sớm, cảnh ngoài cũng còn yên tĩnh, mọi người, tất cả cảnh vật xung quanh yên tĩnh hết. Mình pha một chung trà, mình ngồi ngoài sân, mình uống chung trà trong cái vắng lặng. Thì chung trà đó là chung trà của gì? Tịch gì? Tịch tỉnh.
Và cái chữ tịch tỉnh đó, nó là một cái nghĩa khác của chữ niết bàn. Niết bàn là tịch tỉnh. Cho nên các vị tôn đức mà viên tịch đó, mà chết đó, chúng ta không dùng chữ chết mà chúng ta dùng chữ viên, viên tịch. Chữ viên là viên tròn, viên mãn. Chữ tịch là vắng lặng. Nghĩa là vị hòa thượng này, vị tôn đức này bây giờ đã đi đến cái chỗ tĩnh lặng hoàn toàn, hay là viên mãn sự tĩnh lặng. Thay vì mình dùng cái từ qua đời, mình dùng từ chết, mình dùng chữ từ trần, tất cả những chữ đó mình thấy không phù hợp cho người tu, thì mình lại dùng cái từ là viên tịch. Viên tịch là bình thường thầy này cũng tịch tĩnh lặng lặng, nhưng hôm nay là viên tịch rồi, tức là đi vào cái chỗ vắng lặng hoàn toàn. Mà điều đó cũng đúng, nằm đó đâu nói gì nữa đâu mà không vắng lặng. Thì viên tịch là vậy. Cho nên tịch tỉnh là một nghĩa khác của chữ niết bàn. Mà thí dụ bây giờ ai mà gặp mình á, cầu chúc mình á, dạ con cầu chúc bác năm mới luôn luôn có sự viên tịch, tầm bay tầm ba. Người ta chúc đại thừa mà, ta chúc bằng cái nghĩa lý của Phật Pháp mà, chứ người ta đâu có chúc theo cái nghĩa thông thường đâu. Cho nên nếu mà nói trời ơi bác ơi, lúc này con thấy bác rất là giỏi đó, bác tới chỗ viên tịch rồi đó, cảm ơn con, cảm ơn con, vậy là bác tu khá rồi đó, con mới thấy bác viên tịch đó. Hoặc là ta nói con cầu chúc bác năm mới với toàn thể gia đình lúc nào cũng có niết bàn, lúc bay đó bác. Đâu phải niết bàn là chết mới đi, niết bàn là trạng thái của bình an của tâm hồn. Niết bàn không phải là nơi chốn, niết bàn là trạng thái của tâm. Khi tâm bình an là niết bàn, khi tâm phiền não là không có niết bàn. Vậy tịch tỉnh nghĩa là đi đến cái chỗ vắng lặng. Vắng lặng mà không mê lầm. Ví dụ như mình ngồi yên vậy là tắt đèn hết trơn, không có ai, cái bắt đầu yên cái mình cũng vắng và mình lặng. À, còn người ta vắng mà ta lặng là cái gì nó nổi lên trong đầu người ta biết hết. Khởi tham người ta biết, khởi sân người ta biết, khởi si người ta biết, tiếng động người ta biết mà không theo. Còn mình á, vừa mở cửa, ai vậy? Hỉ cửa. Hoặc là mình đang ngồi đây, một cái tiếng động phía sau cái rầm cái xoay qua coi ai vậy, để ý coi. Ngồi thì ngồi thiền mà không có thiền gì hết, bây giờ tiếng gì cũng ngó hết á. Ai mở cửa vô cửa ra, đó nhiêu đó thôi là mình biết mình có tịch tỉnh chưa. Chữ tịch là vắng mà chữ tỉnh là sáng, chứ không phải tịch tỉnh là ngồi ngủ. Thành ra mình bây giờ cũng tịch tỉnh, cũng tịch mà không tỉnh, tịch mê. Xin cho con hỏi, chúng con cúng dường trai tăng cho cầu siêu ông bà cha đạ mẹ đã khuất siêu thoát vãng sanh nơi thế giới cực lạc, vậy làm sao chúng con biết được ông bà cha mẹ mình được siêu thoát? Cái này hỏi cái này là mai mốt cúng em không dám nhận nữa. Bị nhận mà không bảo đảm người ta đi sao dám nhận. Thưa đại chúng, là khi mình cúng, thứ nhất là mình nói là cúng trai tăng, chữ T-R chứ không phải cúng chay tăng nha, trai tăng. Chữ trai nghĩa là một bữa ăn, tăng là chư tăng. Trai tăng nghĩa là mình làm một bữa ăn trưa, bữa ăn gì đó mình cúng dường chư tăng thì gọi là trai tăng. Mà chữ tăng là chỉ chung cho tất cả những người con Phật dù nam hay là nữ mà có sự tu hành, có sự hòa hợp đều gọi là tăng. Chớ không có được hiểu chữ tăng là chỉ cho quý thầy rồi mai mốt qua chùa ni kêu chai ni. Cúng cho chư ni cũng kêu là trai tăng. Bởi vì chữ tăng á, là cái chữ chung để dành chỉ cho tất cả đoàn thể những người tu con của đệ tử Phật sống hòa thuận, chứ không phải là như bây giờ mình hiểu à, mời chư tăng chư ni vô. Cái chữ tăng ni mình nói là để cho tạm thời hiểu biết vậy đó, chứ nó không có đúng chữ.
Thậm chí bây giờ nếu mà dùng chữ đúng nhất á, là con xin cung thỉnh chư tăng nhị bộ, chứ là tăng nam và tăng nữ. Thế còn mình kêu tăng ni là để phân biệt, tăng là quý thầy mà ni là quý chư, chư ni á, nó là chữ nghĩa mình nói để cho mà mình dùng vậy thôi, còn giải thích là không đúng. Giải thích là không đúng, tại vì chữ tăng là một đoàn thể hòa hợp, thì quý sư cô á, chư ni mà sống hòa hợp cũng là tăng. Cho nên là con về nương tựa tăng, xin quy y tăng, là đoàn thể của những người sống hòa hợp, chứ đâu phải là không lẽ giờ qua chùa ni con xin quy y ni không. Cho nên chữ tăng ni mình nói là như vậy. Cho nên có nhiều vị người ta dùng từ này, con xin thành tâm cung thỉnh chư tăng nhị bộ. Nhị bộ tức là bộ ni và bộ tăng, bộ nam và bộ nữ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức, kê thêm hai chữ tăng ni. Thật sự là ý muốn nói là ni hòa thượng, ni thượng tọa, ni đại đức, nam hòa thượng, nam thượng tọa, nam đại đức vậy đó. Mình mới chữ hai chữ tăng ni để phía sau, hiện tiền chư tôn đức tăng ni. Là mình nói là mình để cho chữ nghĩa mình dùng vậy thôi, chứ còn giải thích thì nó chưa chuẩn. Cái vấn đề cầu siêu mà trái tăng á, hay là cầu siêu ghi danh, cầu nguyện gì đó mà mình không biết là có đi chưa đó, cũng không sao đâu. Nếu mà mình cầu nguyện như vậy mà mấy chục năm trời mình không thấy người thân mình xuất hiện trong giấc chiêm bao của mình, thì theo kinh nghiệm của các tổ là đi rồi. Tại bận đi cho nên không có quay về cho mình thấy. Còn nếu như trường hợp người đó đã tái sinh ở một cái cõi nào đó rồi, thì cái công đức này mình cũng có được hưởng không? Có. Trong kinh nói là ví như người đó đã ở một cõi lành nào rồi, mình có gửi thêm cho họ thì họ có dư chứ họ không thiếu. Thí dụ bây giờ ông nội mình mất, xong bây giờ tái sinh thành một cái anh Mỹ nào ở đâu đó, thì mình, nhưng mà trong cái tâm mình là vẫn cúng cho ông nội, thì cái công đức đó cái đứa nhỏ kia nó vẫn hưởng, tăng phần trội phần chứ không kém. Mà cho dù không ai hưởng đi nữa đó, ngay đời này là mình đã làm một việc thiện lành rồi. Nhưng mà tại vì chúng sanh mình nó thường thường cúng là phải có điều kiện, chứ có ai mà ít khi nào cúng vô điều kiện lắm. Cúng là phải hồi cái đã, con xin cúng dường thầy này, cái hồi hướng cầu an cầu siêu, tức là mình cũng phải đặt cái lý do nào mình cúng, chứ không ai mà cúng khi khổng khi không hết á. Thật ra nếu như mà mình cúng mà bây giờ không đừng dính dáng cho tao ông bà cha mẹ gì hết á, thì mình cũng có phần trong đó. Thật ra cúng là có lợi rồi, đừng có lo chuyện đó. Ông bà cha mẹ tổ tiên con cháu đời này tới hiện đời, đời quá khứ, đời vị lai đều được hưởng hết, bởi vì ngay cái tâm mình khởi. Cho nên quý vị cuối cùng thấy không, phổ nguyện pháp giới chúng sanh, tình và vô tình đồng thành Phật đạo, chứ không có một chúng sanh nào. Ông bà cha mẹ mình là một phần nhỏ trong vô lượng chúng sanh. Nghe bạch thầy, nghe bài giảng của thầy trên YouTube nhiều, có áp dụng để chỉnh sửa bản thân. Hôm nay đủ duyên nên được gặp thầy, mong thầy giúp con một lời khuyên. Con là người yêu thích sự hoàn hảo trong công việc, làm việc có sự chuẩn xác cao và uy tín, được khách hàng tin cậy, đồng nghiệp nể trọng. Tuy nhiên, khi những người phụ giúp làm sai, gây lỗi lầm, con la rầy rất gay gắt, làm tổn thương cảm xúc của cấp dưới, chỉ tại vì con yêu thích sự hoàn hảo quá mức trong công việc. Con biết đó là sự quá khích nhưng chưa điều chỉnh được. Con nghĩ mình born with it, nghĩa là sanh ra kiểu đó rồi đó. Thầy có cách chi giúp con một lời tu chỉnh? Con chúc thầy nhiều sức khỏe. Cảm ơn thầy, con lái xe 1 giờ đồng hồ để đến nghe thầy giảng. Đây điều kiện nè, đây là điều kiện nè.
Nghĩa là you must answer me because I'm too far away. Nhưng mà đây là câu trả lời. Nếu mà you sure you was born with it, what can I do? So just leave it like that. Quý vị thấy điều kiện chưa? Giống như nãy ngồi trong phòng nói chuyện với thầy trụ trì vậy, thấy nói tới bàn lui, nói ngồi cái thấy đánh vô gô liền. Bởi vậy cho nên Pháp Hòa phải qua đây mỗi năm lần. Bây giờ em kinh nghiệm lắm rồi. Qua Cali mà ai mời ăn cơm đừng có nhận. Ăn cơm xong là có chuyện à. Thở. Thưa đại chúng là cái này nó cũng hay lắm. Thật sự ra đó, khi mà một cái gì mà mình chấp trước lâu ngày mình không thay đổi được thì mình có một cái câu excuse, một cái câu rất hay là tôi là như vậy đó, bản chất tôi là như vậy đó. I was born with it. Nhưng mà nói theo Phật á là mình huân cái tập nghiệp. Cái tập nghiệp tức là cái mình collect nó mỗi ngày á, lâu ngày nó thành một khối. Cái chùa này á, lúc mới vừa làm xong sơn lên rồi nó thơm phức cái mùi nước sơn, trắng phao hết trên nóc nhà. Nhưng mà mỗi ngày thầy trụ trì, chỉ một mình thầy trụ trì được thắp một cây hương thôi. Cho dù là một cây hương, nhưng mà 20 năm sau thì cái phòng này mùi sơn nó cũng hết. Và bây giờ bắt đầu nó vàng, dù chỉ là một cây hương một ngày. Huống chi là bá gia bá tánh vô người cứ 3 cây. Chúng ta cũng vậy. Chỉ một mình tạo một nghiệp thôi mà lâu năm còn dày đặc, huống chi là duyên bên ngoài. Nó quá nhiều cái duyên để cho mình phải huân cái nghiệp đó. Nhiều khói nhang, nhiều người vô thấp ở đây là tượng trưng. Ý Pháp Hòa muốn nói là những cái duyên phụ bên ngoài nó làm cho cái nghiệp mình sâu hơn. Dù chỉ một mình là đã thấy đen rồi, chứ đừng nói chi là nhiều nhân duyên khác. Cho dù mình sống, mình sanh ra bằng cái nghiệp này. Có một bài kinh trường hợp này gọi là nghiệp cũ. Tạm chấp nhận cái trường hợp này là nghiệp cũ. Nhưng mà Đức Phật nói rằng á, nếu chúng ta không có cẩn thận, không tỉnh giác thì coi chừng chúng ta dụng cái nghiệp cũ này để chúng ta tạo cái nghiệp mới. Bây giờ ví dụ như tôi sanh ra cái nghiệp cũ của tôi, I was born with that. Tôi sanh ra với cái nghiệp cũ của tôi là nói tầm bậy tầm bạ. Vậy thì anh biết anh có cái nghiệp cũ nói tầm bậy tầm bạ mà anh không tỉnh giác, anh chỉnh nghiệp mà anh cứ đem cái tầm bậy tầm bạ này anh nói với người xung quanh. Với hiện đời này là anh dụng cái nghiệp cũ để anh tạo thêm cái nghiệp mới. Mà tu là chuyển nghiệp. Dù anh không chuyển được 100%, ít ra anh phải chuyển một phần nào để chứng minh rằng sự tu hành có kết quả. Mà trên đời này có ai muốn chọc mình giận đâu. Đâu có ai muốn làm sai để bị la rầy. Và một trong những cái cách để mà mình quán chiếu đó, mình có cái phước được bao nhiêu người ở dưới mình chấp nhận một cái vai là cấp dưới để mình thủ một cái vai gọi là cấp trên. Thành ra những người đóng cái vai cấp dưới là họ tạo cho mình cái phước để mình được làm cấp trên. Nhưng nếu mình ở cấp trên mà mình không biết dụng phước á, thì phước mình nó hết thì mình rơi rớt. Cho nên nếu mình được làm, mình đi làm, mình làm chủ mà được một cái người, người ta đóng một cái vai là người ở, người làm cho mình,
thì mình thật sự nếu nói cho đúng ra là mình phải biết ơn họ, tại vì họ đã đóng một cái vai người làm để hiển thị cái vai làm chủ. Quý vị về đọc lại cái kinh gọi là Kinh Thiện Sanh. Kinh Thiện Sanh Đức Phật nói rất rõ về chủ và người làm, sếp với cấp dưới của mình, nhân viên của mình. Cho nên á, đồng ý chấp nhận mình có cái nghiệp cũ, nhưng ở đây cái vấn đề tu của chúng ta là chúng ta không muốn tiếp tục dụng cái nghiệp cũ để chúng ta tạo thêm cái nghiệp mới. Quý vị nghe lại cái bài nói chuyện của Pháp Hòa hình như là đầu năm rồi, nghiệp cũ nghiệp mới, căn cứ vào một bài kinh mà Đức Phật nói. Pháp Hòa ví dụ ha, mình sanh ra đời này mình có một cặp mắt. Cặp mắt là để mình nhìn, đó là cái vốn của loại nghiệp gì. Nhưng mà nếu mình nhìn người ta bằng cảm thông, nhìn người ta để thương yêu thì nghiệp cũ, nhưng mà có nghiệp mới mà nghiệp tốt, mình tiếp tục mình gieo duyên. Còn không thì mình dụng cặp mắt này, mình hấy quýt, mình phán đoán, thì mình gây cái nghiệp cũ, ẩn nghiệp mới bất thiện. Cho cái người mà người ta đóng cái vai phía dưới đó là để cho mình hiển cái ở bên trên, là chúng ta nên quán chiếu nhiều cái khía cạnh, nhiều cái duyên để chúng ta giải đi cái nghiệp này. Giải sao? Ồ, nếu mình không phải làm boss, mình làm nhân viên, mình có chịu được cảnh này không? Ồ, cảm ơn người này đã đóng một cái vai nhân viên để mình được làm vai sếp. Rồi bao nhiêu cái duyên nữa, thí dụ bây giờ mình đặt trường hợp lỡ con cháu mình, anh em mình họ đi làm mà họ bị người ta la rầy nặng nề như vậy, chịu được không? Và mình phải quán chiếu rằng ai cũng có những cái tự ái của người ta, mà tại sao mình lại nói những lời như vậy, vân vân. Rất nhiều cách để mình quán chiếu, mình tạo nhiều cái thiện duyên để giúp cho cái cách sống này của mình nó được chuyển hóa. Con xin hỏi thầy, có người ăn đồ ăn không hết để đó, con thấy tùm lum quá nên con đem đi bỏ, vậy con có tội không? Nếu mà mình bỏ cái thức ăn đó bằng cái tâm tư gì? Mình bỏ và bực bội quá để tùm lum, mà mình dục để mà cho cái người đó biết tay mình, hay là để mà thỏa mãn cái bực bội mình, mà trong cái đó mình vẫn biết thức ăn này còn ăn được. Thay vì mình bỏ thùng rác, tức là mình là phạm vào cái lỗi là phí thức ăn, thì cũng phải dọn thôi. Thì bây giờ mình cũng sẽ bỏ, nhưng mà bỏ vô tủ lạnh, để mình không cảm thấy là mình có cái lỗi là mình đã phí thức ăn. Cũng là một cách dẹp, nhưng mà dẹp với phiền não thì thức ăn nó vào sọt rác, và mình tự nhiên cảm thấy khó chịu. Vì đi vào sọt rác cho nên mới đặt câu hỏi là con có tội không. Còn nếu mình sợ tội thì tại sao mình không quán, không kiểm cái thức ăn, xem cái thức ăn này nó có còn tốt không. Chẳng qua là người kia có cái tánh hơi hời hợt, bê bối, không có biết làm gọn. Thôi thì bây giờ mình đằng nào cũng dọn, dọn gọn cất tủ lạnh, mai mốt hâm ăn tiếp. Cũng là dọn, mà dọn không mắc lỗi. Còn một cái mình dọn bằng bực bội rồi mình trút vô thùng rác, sau đó cái hối hận không biết tôi có tội không, làm chi để rồi cứ phải phân dân tội với phước. Cũng là một cái dọn, mà sao mình không dọn nó đi vào trong cái sạch hơn, cái tốt hơn, để rồi mình khỏe luôn. Quý vị có ý mà nói gì? Trong cuộc sống của mình có nhiều khi mình cũng nói, mình cũng nói cho cái người đó hiểu mình muốn cái gì, nhưng mà có một cách nói cho người ta dễ chịu, và một cách nói làm cho người ta đau khổ. Thì mình là cái người có tu, có tuệ giác, thì mình hãy chọn nói cái nào. Thật sự á, mình nói mình hả hê rồi, mà mình lại là một con người biết phục thiện, cho nên xong cái mình hối hận. Mình lại cảm thấy khó chịu khi mình phải thốt lên những lời nói đó với người kia. Vậy thì tại sao mình không tập lại là mình làm cái gì để vào khỏi, mình khỏi đặt mình vào một cái vòng đau khổ là tại sao tôi nói như vậy.
Cái vấn đề ở đây là cái vấn đề chúng ta ứng dụng sự tu hành. Được như vậy thì chúng ta sẽ dễ chịu hơn, và cuộc sống này nó sẽ linh động nhẹ nhàng hơn. Quý vị biết là nhiều lúc Pháp Hòa cũng có nhiều vị làm việc không có gọn gàng, mà Pháp Hòa biết cái vị này mà xuống bếp mà không gọn gàng một hồi là kế nào cũng có lời qua tiếng, người ta cũng nói gì mình ta tùm lum tà la. Thôi bây giờ mình làm sư phụ mà hễ cái vị đó xuống bếp là Pháp Hòa phải đóng vai thị giả, canh cái vị đó xuống bếp cái là Pháp Hòa tụt xuống bếp luôn, xăng tay áo lên, cái vị đó bỏ đâu Pháp Hòa đi dọn đó. Để làm gì? Để cho nhà nó yên. Nói chuyện nó không có đáng gì hết. Nếu mà mỗi người chỉ cần phát tâm dọn xung quanh như dọn rác, dọn rác như dọn tâm, là có chỉ có chuyện đâu. Rửa chén vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Có cái bát nào mà nó sạch mãi, mà có cái bát nào nó dơ mãi đâu. Quý vị biết nhiều lúc đó, mình đứng ở trên lầu, mình thấy người đó đi tới, mà nãy giờ mình biết là người ta cứ chạy lên chạy xuống chạy ra chạy vô, ta mở cửa mà mở riết cũng hơi phiền, tại vì cứ ra vô mở hoài. Có nhiều lúc đang đứng trên lầu vậy, thấy sắp người sắp tới, thôi em chạy ra em mở cho rồi, để bớt một tiếng làm gì cứ bấm hoài vậy. Thật sự ra cuộc sống á, cái vấn đề ở đây là chúng ta biết nhìn rồi tự thân chúng ta hy sinh cái thời giờ, cái công việc của mình như thế nào để nó điều chỉnh mọi sự phiền muộn xung quanh. Bởi vì một chút giận thì nó tập nghiệp chút, hai chút hờn nó tập nghiệp chút. Mà cuộc sống chúng ta mà cứ tập như hoài hoài, nó thành ra một cái khối nghiệp lớn. Mình đừng có nghĩ mình là ai hết á. Mình đừng có nghĩ mình là trụ trì, mình đừng có nghĩ mình là boss, mình đừng có nghĩ tôi không có làm việc này. Mình là lớn mà mình làm được việc nhỏ nó mới phi thường. Còn mình là người lớn mà làm việc lớn là bình thường. Người nhỏ mà làm việc nhỏ là bình thường. Còn mình người lớn, mình có chức cao, mình lại đi câu mâu với người những cấp dưới mình là bất thường. Thế thì mình muốn mình bình thường, phi thường hay bất thường thì mình tự chọn. Ta không là gì thì ta mới là tất cả. Một cái nồi bột nếp mà nhồi ra rồi đó, nắng nhỏ nhỏ thả vô kêu chè ỉ, có một miếng đậu xanh kêu trôi nước, có nước đường kêu trôi nước, luộc xong rồi để ráo lăn đậu xanh bánh dày đậu, cho vô một chút tiêu thành ra ăn với nước mắm bánh ít trần. Có một cục bột nếp mà mình muốn nó là cái gì thì nó sẽ là cái nấy. Nó không là gì thì nó mới là tất cả. Mình không là gì mình mới là tất cả. Mà mình đã là gì rồi thì ai dám gọi mình là gì nữa. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Ứng dụng mình tu như vậy. Thưa Thầy, tu là có từ giả cắt lìa những hệ lụy của thế gian. Vậy còn kết duyên nữa để làm gì? Để bắt đầu những chuỗi hệ lụy mới nữa sao? Có lý không? Câu hỏi là mình tu là mình muốn cắt hết các duyên, vậy tại sao giờ mình cứ nói kết duyên hoài, vậy là tiếp tục cái vòng hệ lụy sao? Thưa đại chúng, cuộc đời này ngày nào chúng ta còn sống là không thể nào chúng ta cắt duyên được. Nhưng mà cái cắt ở đây là cắt những cái duyên khổ lụy ràng buộc phiền não. Còn cái duyên thiện lành tại sao không kết? Có bao giờ mình dám gả con mình cho cái người mà mình biết nó không ra gì đâu? Trừ khi nào thiệt sự mình không biết. Chứ còn ai cũng muốn con đem con mình kết duyên với một người tốt cả. Bây giờ quý vị đi ăn nhà hàng, quý vị có đành lòng đem tiền mình vô trả thiệt mắc cho một cái nhà hàng dở không? Ai cũng muốn đi tìm nhà hàng ngon để ăn hết.
Mà nếu bây giờ mình suy nghĩ kỹ trong cuộc sống mình hàng ngày, có việc gì mình làm mà không phải kết móc một cái duyên đâu. Gặp nhau là bắt tay, hỏi thăm, xin số phone, xin địa chỉ, add Facebook, add Viber, add Tango, add Zalo, đủ kiểu add hết. Không có subtract, không có minus, toàn là add không. Vậy thì mình đâu có các duyên. Nhưng mà ở đây chúng ta phải biết tỉnh giác duyên gì nên kết mà duyên gì nên giảm. Ví dụ như bây giờ mình có hồi thỏ mình ghiền thuốc lá. Hôm nay mình giảm cái duyên hút thuốc lá thì cái gì nó tăng? Tiền nó tăng. Bởi đâu có mất tiền cho thuốc nữa đâu. Giảm tiền hút thuốc thì tăng tiền dư. Giảm sự hút thuốc thì tăng sức khỏe cho cái lá phổi. Giảm cái hút thuốc mà tăng cái sự vui vẻ cho gia đình. Mà hễ càng hút, mình càng hút thì phổi giảm, tiền giảm, mà vợ con mình cũng giảm luôn, mà giảm hơi á, bị cứ cằn nhằn hoài, thấy không? Rồi sức khỏe của cái người sucking smoke. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là cái vấn đề không phải là chúng ta cắt hết các duyên. Nó y như cái trường hợp sanh tử luân hồi. Có nhiều vị nói ôi tôi để đến cái chỗ gọi là dứt luân hồi sanh tử. Dạ thưa không phải. Vẫn luân hồi sanh tử. Nhưng mà cái người không hiểu đạo thì sanh tử bì lao. Còn cái người hiểu đạo là gì? Khứ lai tự tại, đến đi thông dong, vẫn sanh vẫn tử. Cũng giống như ví dụ như bây giờ quý vị là cái người, ví dụ như bây giờ mình thương một người đó quá, mình không muốn xa người đó, nhưng mà mình hiểu rằng cuộc đời có đến có đi, có tụ có tán, thì họ đi thì mình tiễn, họ đến thì mình tiếp, họ đi về, nhưng mà rồi có ngày họ họ làm sao, họ trở lại, cái mình nhẹ nhàng. Còn mình nghĩ rằng mình ra đi vĩnh viễn không bao giờ mình gặp, cái mình tạo ra một chuỗi những cái sự gọi là hệ lụy, cái tụi mình khổ. Cho nên ở đây là vẫn trở lại, nhưng mà không có khổ gì, mình biết rồi, có đến có đi. Cho cái người mà người ta hiểu thì khứ lai tự tại, người không hiểu thì sanh tử bì lao. Ở đây mình không có kết cái duyên ác nữa, giảm cái duyên ác mà tăng cái duyên thiện, tăng cái duyên lành. Nếu cuộc đời này mà duyên gì mình cũng không kết thì có gì cuộc sống này nó có thực hiện được đâu. Kính bạch thầy, người xuất gia mà không cắt ái ly gia như vậy đúng hay sai? Nó tùy theo cái hoàn cảnh. Dĩ nhiên là theo nguyên tắc là mình xuất gia là ở chùa, gọi là trên cái hình thức. Nhưng mà có những trường hợp là vị đó có thể vì sức khỏe hay vì bất cứ một hoàn cảnh nào không thể ở chùa được, mà vị đó phải lui về nhà hay ở thất, ở cốc, ở am, ở gì đó, hay ở với người thân. Mình không biết được chính xác cái hoàn cảnh của người ta thì đôi khi mình cũng khó mà nói người ta đúng hay sai. Biết đâu chừng người ta thân tại gia mà tâm xuất gia. Có nhiều khi mình thân tại gia mà tâm xuất gia, mà có những người là tâm thân không xuất gia, hay là có những người ngược lại, thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Cho nên ở đây thì cái vấn đề là chúng ta, nếu chúng ta có cơ hội hiểu được hoàn cảnh của người đó thì chúng ta dễ chấp nhận hơn. Pháp Hòa ví dụ, ở Việt Nam có một vị tổ, ngài nuôi mẹ của ngài. Sáng nào ngài cũng xuống chợ, ngài mua con cá lóc về, ngài nấu canh cho mẹ ăn. Thì người ta trong chợ đó đều gọi ngài là một vị hòa thượng phạm giới, là vì nghĩ rằng ngài đã làm sai. Nhưng cuối cùng người ta hiểu rằng á, ngài mua cá về không phải ngài ăn, mà ngài nuôi mẹ già đang lâm bệnh nặng. Và cái sự hiếu thảo của ngài
đã vang tiếng đến vua Tự Đức. Mà bởi vì vua Tự Đức cũng là một vị vua hiếu thảo, vua Tự Đức đích thân đến và thấy được cái hành động của ngài, thì vua Tự Đức mới cho lập cái am, cái chùa lên, đặt tên là chùa Từ Hiếu. Đó là cái ngôi chùa Từ Hiếu ở ngoài Huế bây giờ đó. Có nhiều khi mình thấy một cái hành động của người đó hoàn toàn không thể chấp nhận được, vì mình nghĩ họ phá giới phạm trai. Nhưng mà khi mình hiểu, mình đi hiểu được cái nguyên do thì nó có khác. Trường hợp thứ hai, ở Hàn Quốc có một vị hòa thượng, ngày nào người ta cũng thấy ổng đi ra ngoài cái phòng ăn, ổng lấy hai phần cơm ổng lén lén bưng vô phòng, thì người ta mới theo dõi. Thì một ngày nọ người ta theo dõi, người ta nghe hòa thượng rù rì với một cô gái ở trong phòng, bảo đảm rồi, chắc ăn rồi. Bắt đầu đem nhà báo tới, đem ký giả, đem video, đem mọi thứ chuẩn bị, tông cửa một cái là quay phim chụp hình bỏ lên Facebook nha. Thì khi mà tông vô như vậy rồi thì mới biết là hòa thượng đang chăm sóc cho một cô gái ở ngoài đường bị bệnh cùi. Mà vì hòa thượng sợ trong chúng gồm nhóm không cho giữ cô này hoặc là bị lây bệnh, cho nên hòa thượng im lặng dưỡng cô này trong phòng. Cho nên có những người, người ta hiện tướng phàm phu mà ẩn tàng Bồ Tát. Cũng có trường hợp là ngoại hiện Bồ Tát mà ẩn tàng phàm phu. Cho nên cái cõi của chúng ta là cõi phàm thánh đồng cư. Cõi này nè, kẻ phàm người thánh sống chung với nhau, ai phàm ai thánh, làm sao mình dám nói? Chính vì không dám nói cho nên đừng có khởi tâm khinh ai, mà phải làm gì? Chúng ta hãy học hạnh của bất khinh, tức là thường bất khinh đó. Hãy chắp tay cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Mà người ta tu sai tu đúng, nhiều khi nó cũng không phải là vấn đề của mình. Rồi mình bận rộn cái chuyện này thì đôi khi nó lại chuốc lấy cái phiền não mà dính dáng gì tới mình đâu, phải không? Mình đi tìm, mình đi rước một cái phiền não về cho chính mình. Cho nên là ở đây Pháp Hòa không có dám nói đúng sai, bởi vì mình không hiểu được hoàn cảnh của người ta. Còn nếu như trường hợp mà bây giờ mình nói là cái người đó tu không đúng, tu là phải ở chùa, phải không? Thì bây giờ thí dụ mình bắt người ta ở chùa mà người ta không ở, mình làm gì người ta? Thôi thì bây giờ cái chuyện mình đã nói cho người ta biết người ta không đúng, thí dụ đi, mà người ta không làm thì cũng chẳng là, đừng có rước cái phiền não vô nhà mình. Đức Phật có nói một bài kinh đó, một cái người mà người dâu tốt đừng có lấy rác ở bên ngoài đem vô nhà, và cũng đừng lấy rác ở nhà đem ra đường. Có người muốn tìm hiểu đức Văn Thù và đức Đại Thế Chí có thể tìm hiểu trong kinh sách nào? Quý vị lên chùa Văn Thù hỏi. Chùa Văn Thù là chắc chắn sẽ trả lời được câu này. Hỏi mấy cây thông này nè. Có một quyển kinh quý vị có thể tìm hiểu, đó là kinh Bi Hoa. Kinh Bi Hoa. Ở trong kinh Bi Hoa nói về hạnh nguyện tu hành của Đức Phật Di Đà và bảy vị Bồ Tát, trong đó có Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, những hạnh tu của các vị này ở trong kinh Bi Hoa. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí là bốn anh em đó. Nhưng mà hai người là phò Phật Thích Ca, hai người phò Phật Di Đà. Ngài Thích Ca ngồi giữa, Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền ngồi hai bên. Chúng ta gọi là Ta Bà Tam Thánh hoặc là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Còn Đức Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm bên, Đức Thế Chí bên, gọi là Tây Phương Tam Thánh. Đức Dược Sư ngồi giữa, Đức Nhật Quang biến chiếu bên, Đức Nguyệt Quang biến chiếu đứng bên, gọi là Dược Sư Tam Tôn hay là Dược Sư Tam Thánh.
Còn thầy Pháp Hòa đứng giữa hai Phật tử hai bên, gọi là phước lộc thọ. Cho nên cứ chụp hình đi, không có sao hết. Đừng có lo áp vô ba người, bốn người gì hết. Chúng ta cũng khó định tội lỗi gì, nhưng mà nếu mình thấy điều đó mình làm đã sai thì bây giờ mình phải sám hối thôi. Và nếu có cơ hội khuyên ai đó đừng có lặp lại cái việc làm của mình. Cái mình có thể làm được là mình có thể nhắc nhở những người thế hệ bằng mình, sau mình, hãy cẩn thận đừng làm những điều để rồi khổ đau giống mình. Đó là cái cách mà mình sám hối. Chứ mình làm gì được với mấy đứa nhỏ bây giờ. Nhưng mà cái cách phục thiện tốt nhất là đi rao giảng trở lại những điều khổ đau khi làm việc đó. Cũng giống như nước Mỹ và nước Canada đó, có những người họ ghiền rượu, ghiền xì ke, ma túy. Sau khi họ đi vào những trung tâm cải huấn, họ đã tốt rồi thì họ đi làm lại một cái việc là họ đi khuyên trở lại những đứa nhỏ đó. Thỉnh thoảng Pháp Hòa tổ chức khóa tu cho thanh thiếu niên á, Pháp Hòa mời những người đó lên để nói chuyện. Tại vì chính những người đó là những người đã bị ghiền, đã bị đau khổ, và bây giờ những người đó đã vượt lên bằng cách nào thì những người đó sẽ có nhiều kinh nghiệm và chia sẻ với các em. Đó là cái cách họ sám hối chứ gì đâu. Tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, nghĩa là giây phút này mình tâm tịnh tịnh rồi thì những tội lỗi về sau nó sẽ được tiêu. Cái sau nha, thì nó phối hợp với tội mà tiêu, tâm mà tịnh. Nhớ rằng tội cũng là tạm, mà tâm tịnh cũng là tạm. Thải điều không. Khi mình đã sạch rồi thì đừng bao giờ cười những người dơ, vì mình đã từng dơ. Cho nên có cái gì đâu mà phải dính mắc, gọi là tội tiêu tâm tịnh, thải điều không. Như vậy mới gọi là chân sám hối. Rất nhiều thanh niên, rất nhiều thiếu nữ đã làm sai bằng nhiều kiểu nhiều cách. Nhưng không lẽ cuộc đời này ai sai ai quấy mình cũng đều đẩy họ ra sao? Hãy cho họ cơ hội làm lành, làm thiện. Có những người ngày xưa 20 năm đầu dụng thân trật, khi hiểu đạo rồi cuộc đời còn lại dụng thân cho đúng. Mà dụng thân cho đúng là sám hối, đúng theo phương pháp của Phật. Thưa Thầy, trong kinh có thấy là đa số Đức Phật, sa số tên của các vị Phật đó từ đâu mà có? Chỉ có một Đức Thích Ca thuyết pháp, các ngài khác có làm việc này không? Thưa đại chúng, là trong kinh cái câu hỏi là nghe thấy kinh điển nói nhiều vị Phật quá mà các vị này có làm việc giống Phật Thích Ca không? Dạ thưa có chứ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, trên cái trái đất con người này, toàn thể đất nước và con người sống trên trái đất này, có ai mà sống khác hơn chúng ta là sáng cũng phải đi làm để kiếm sống, rồi cũng phải ăn, cũng phải ngủ, phải mặc, phải làm tất cả những công việc đó không? Giống hệt với nhau hết. Mười phương chư Phật cũng làm một việc thôi, cái này gọi là bát tướng thành đạo. Mười chương chân làm một việc thôi, làm tám việc giống nhau. Đản sanh, xuất gia, tu hành, thành đạo, chuyển pháp, rồi niết bàn, rồi thậm chí các ngài đi vào cái chuyện gọi là có gia đình. Thí dụ vậy, các ngài đều trải qua những cái tướng đó hết. Bây giờ ví dụ như một cái người, một ông vua và một người dân thường, tuy hai cái đời sống nó khác nhưng mà cái thủy chung cái gốc sống nó giống không? Giống hệt thôi. Thì chư Phật cũng vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà sở dĩ mình biết được cái đạo hiệu hồng danh của quý ngài là do sự giới thiệu. Và có khi á, do công hạnh tu của các vị mà chúng ta xưng tán cũng có. Kính bạch Thầy, khi con hít vào thì niệm Quan Âm,
Khi con thở ra niệm Bồ Tát, vậy là đúng hay sai? Dạ được. Thậm chí quý vị trì câu chú Án Mani Bát Di Hồng, quý vị vẫn thở theo cái câu đó được. Hít vào Án Mani, thở ra Bát Di Hồng. Hay là thí dụ quý vị thương Pháp Hòa quá, quý vị hít vào Thích, hít ra Hòa, cũng không sao hết. Bởi vì tất cả các cái tên đó, nó chỉ là một cái điểm để chúng ta đừng mất chánh niệm trong khi mình ngồi tịnh thôi, chứ nó không có là gì hết. Thí dụ như bây giờ nè, người thiền á, thiền tay dạy mình quán hơi thở. Thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, chứ người ta đâu có dạy niệm Phật. Nhưng mà bây giờ mình thấy câu niệm Phật này hữu hiệu cho mình. Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Miễn sao mà trong khi mình ngồi đó mà tâm của mình nó có một cái đề mục, nó cột tâm mình vào đó, mình không có bị mất cái chánh niệm là được rồi. Có nhiều khi mình đi thiền á, bước cái chân này mình nói trái phải, mình đọc cái tên mà mình đang bước đó, chân trái chân phải, hoặc là mình gọi tên người thương của mình. Thí dụ mình thương ba thương má, con đi cho ba, con đi cho mẹ. Khi mình đi từng bước đi cho ba, đi cho mẹ, tự nhiên một lát nữa mình hạnh phúc. Mình thấy rằng mỗi bước chân mình đang đại diện cho ba, cho mẹ mình đi. Đâu có sao đâu. Pháp Hòa bày quý vị đút cơm cho mấy đứa nhỏ đó. Muỗng thứ nhất ăn cho ba con, ăn cho má con, ăn cho ông nội, đem hết dòng họ mình rang hết, lát hết chén cơm. Nhưng mà mình không nói vậy, nó thấy nguyên chén cơm nhiều quá. Bây giờ một người một muỗng cơm. Con có thương ba không? Có thương, ăn muỗng này cho ba. Con thương cô không? Ăn muỗng này cho cô. Phương tiện mà, cái cứu cánh là hết chén cơm, còn phương tiện thì tùy mình. Cứu cánh là tịnh tâm, phương tiện là tùy mình. Mình hợp với cái nào thì mình theo cái đó. Cứu cánh là hết bệnh, phương tiện là uống thuốc. Người hợp với Tylenol thì uống Tylenol, người hợp Advil thì uống Advil. Ai hợp cái gì thì uống thuốc nấy. Cái quan trọng là hết bệnh. Còn chúng ta hết kiểu nào thì tùy theo sự điều chỉnh cái liều lượng thuốc của chúng ta. Con nít nó nhỏ tuổi, không thể cho nó uống cái liều như người lớn được. Uống vào nó sẽ xỉn, hay là thậm chí nó ngộp thở vân vân. Nó có những cái side effect thì mình phải tự điều chỉnh chứ. Thì cũng như vậy, mục đích chúng ta ngồi tịnh tu là chẳng qua giúp cho tâm mình tịnh, còn cách nào đó là tùy mình. Có nhiều vị hỏi là thờ Phật Thích Ca mà niệm Di Đà hoài, không biết Phật Thích Ca có buồn không? Nếu thật sự Phật buồn thì Phật đâu phải là Phật. Mà buồn cái gì, khi cái chuyện niệm Phật là Ngài giới thiệu mà, chứ mình đâu có biết. Phật Thích Ca là người dạy mình niệm Phật Di Đà, chứ sao mình biết được. Mình biết Phật Di Đà là qua sự giới thiệu, kết nối, kết duyên của mình với Phật Di Đà. Cho nên Phật Thích Ca kết duyên mình với Phật Di Đà, Phật Thích Ca kết duyên mình với cõi Cực Lạc, Phật Thích Ca kết duyên mình với chư Bồ Tát. Chứ còn bản thân mình có biết đâu. Mình cục tác thì biết, chứ còn Bồ Tát không biết ai. Cho nên sự giới thiệu của các vị kết duyên, kết duyên. Niệm Phật có bốn cách. Lần chuỗi gọi là sổ châu niệm Phật. Niệm Phật theo hơi thở gọi là tùy tức niệm Phật. Đi từng bước niệm Phật là kinh hành niệm Phật. Quán chiếu hình ảnh của Phật gọi là quán tướng niệm Phật. Giờ mình niệm Phật mà tâm mình loạn quá, để hình Phật ra trước mặt để mình nhớ hình ảnh của Ngài, mình không loạn. Quán tướng niệm Phật, lần chuỗi niệm Phật, hơi thở niệm Phật, kinh hành niệm Phật, cái nào cũng được, miễn là mình có niệm Phật để tâm mình tịnh. Con quy y được đặt hai pháp danh. Lúc đọc thì đọc là Diệu Thành, nhưng khi nhận giấy là nhận Tâm An Nhiên.
Vậy pháp danh của con là Diệu Thành hay Tâm An Nhiên? Nếu bình thản tên gì nhận tên đó thì quả thật là Tâm An Nhiên, đúng không? Bây giờ lúc đọc thì kêu Diệu Thành, mà giấy về thì gọi là Tâm An Nhiên. Mà bây giờ mình không chịu Tâm An Nhiên, không lẽ sửa nữa sao? Thì thôi, đã là Tâm An Nhiên thì cứ an nhiên với tất cả các duyên nó tới với mình. Lúc mình quy y, mình có biết mình sẽ được tên gì đâu. Trong bụng chỉ nói mong thầy đặt cho con cái tên đẹp đẹp. Có không bà cụ? Quy y được đặt pháp danh là Tịnh Thê. Thê là cái thang, cái thang từng bước lên cõi tịnh. Mà bà không hiểu chữ thê đó, bà nhất định là tôi lại thầy, cuộc đời tôi nó thê thảm quá rồi, tôi mong tôi vô chùa thầy đặt cho tôi cái gì cho tôi thoải mái một chút, nhè đâu thầy dẫn cho tôi một chữ thê nữa. Giải thích, dạ không, chữ thê là cái thang mà thang này dẫn mình lên cõi tịnh. Dạ không, thầy sửa đi, thôi tôi. Cuối cùng phải tùy thuận chúng sanh, đổi chữ lại Tịnh Nhàn. Bà không chịu thế thì bà nhàn. Mình quy y mà được cái pháp danh là Diệu Cử. Trời ơi, con có làm gì tới thời điểm con cử. Mà thiệt sự mà con không cử con vô chuồng chi. Con cử ăn, cử nói, cử tùm lum rồi con mới vô đây, mà thầy còn biểu cử nữa là cử gì? Dạ không, cử là cự là ngón tay cái nè. Nó con không có cử ai đâu. Thật ra tất cả những cái tên đó, nó đều nó có mang cái ý nghĩa, nhưng mà tại mình không hiểu thôi. Chứ nó đâu có nhiều vị, có những cái có nhiều người ta đặt pháp danh tên đâu chữ đó. Có cái cô đó, cổ pháp danh là Nguyễn Thị Trường, pháp danh là Quảng Nhuận, đem ra ráp lại là Nhuận Trường. Trời ơi, cô bực bội quá trời. Cô vô cô nói thầy đổi con pháp danh đi, thầy đặt cái gì kỳ quá, hết chuyện thầy đặt Nhuận Trường. Ông thầy nói đạo hữu đừng có buồn, vậy là đạo hữu quanh năm khỏi lo bón. Thế là cổ đi về. Một cái vị Phật tử khác tên là Nguyễn Thị Lê, pháp danh Diệu Lựu. Tên đâu chữ đó mà. Cô nọ tên là Hà Thị Lúa, pháp danh là Diệu Thơm. Ông nọ tên là Trần Văn Thình, pháp danh là Quảng Tị. Thình thì mới tới tị. Đó là tên đâu chữ đó. Và quý vị đã từng thấy những pháp danh như vậy chưa? Có một vị hòa thượng pháp danh kỳ đó quá trời nhiều luôn, nói bây giờ chữ đâu mà đặt, lấy kinh Di Đà ra đặt. Diệu Như, Diệu Thị, Diệu Ngã, Diệu Văn, Diệu Nhất, Diệu Thời, Diệu Phật, Diệu Tại, Diệu Xá, Diệu Vệ, Diệu Quốc. Kinh Di Đà, nguyên cuốn kinh Di Đà, Như Thị, Ngã Văn, Nhất Thời, Phật Tại, Xá Vệ Quốc. Thấy không? Diệu Kỳ, Diệu Thọ, Diệu Cấp, Diệu Cô, Diệu Độc, cấp cô độc. Thật ra thì cái pháp danh chỉ là một cái tên để mà kỷ niệm, còn cái nghĩa lý thì thật là thâm sâu, và tên nào cũng đẹp cả. Có nhiều vị ghi tên Pháp Hòa mà ghi trật, dạ con xin chào thầy Pháp Hòa. Có một bữa Pháp Hòa đi chợ gặp cái cô kia, cô đứng hoài cô không chịu đi. Hỏi vụ gì vậy cô? Cô nói đứng chờ thầy đưa quà. Hỏi sao vậy? Tại thầy tên là Phát Quà. Dạ không, em tên Pháp Hỏa, Phát Quả. Cô không đi là có lửa đó. Bà ghe mới đi liền.
Nữ sớ rớ là không có phát hòa mà phát hỏa đó. Kính thưa thầy, nhà con trước cửa có trồng một cây bồ đề lớn, xin thầy cho biết như vậy có tốt không? Trồng cây bồ đề thì tốt rồi, chỉ sợ trồng cây si thì mới mệt. Tại làm sao mà nhà chùa nào cũng có một cây bồ đề trồng ở trước? Quý vị đi chùa Việt Nam quý vị thấy không? Chùa nào cũng có một cây bồ đề trước đó. Mình bước vô cửa chùa, mình phải tiếp xúc với cây bồ đề. Bởi vì bồ đề là giác ngộ. Người giác ngộ đi chùa mới hạnh phúc. Người si mê đi chùa khổ lắm. Tại vì thấy cái gì cũng chấp trước, cũng chấp rồi cũng phiền, thì càng đi càng khổ. Cho nên Pháp Hòa có làm cái bài hát đó. Chùa tôi có cội bồ đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu nắng đẹp phương này, vàng sân lá đồ cho đầy trang thơ. Tâm của mình phải có một cây bồ đề. Nếu cây bồ đề trong tâm hồn của mình mà nó lung lay, nó biến đổi, thì cái sự tu của mình nó không thăng tiến. Mà trên đời này chẳng có cây gì gọi là cây bồ đề cả. Vì bản chất của cây đó nó không hề có tên là cây bồ đề. Nó là một cái cây tên là Pipala. Nó là một cây cổ thụ ở trong rừng. Hơn 2.000 năm trước, Thái tử Sĩ Đạt Ta đi vô rừng tìm một cái cây để ngồi thiền. Nhìn khắp có một cây đó bự nhất, cho nên Ngài chọn cái cây đó, Ngài ngồi để Ngài ngồi thiền. Và khi mà 49 ngày Ngài giác ngộ, Ngài tỉnh, Ngài thành tựu được cái sự tu hành của Ngài, thì cái quả vị giác ngộ đó chúng ta gọi là Bồ Đề. Và từ đó chúng ta gọi luôn cái cây đó là cây Bồ Đề, chứ bản thân nó không phải là cây Bồ Đề. Ví dụ như bây giờ Phật ngồi dưới cây thông mà Phật thành đạo, thì mình kêu cây thông là cây Bồ Đề. Phật ngồi dưới cây sầu riêng mà Phật thành đạo, thì cây sầu riêng được đổi tên là cây Bồ Đề. Phải không? Nhưng mà rất hên là Phật không ngồi dưới cây sầu riêng. Tại vì nếu mà Phật ngồi dưới cây sầu riêng mà bây giờ mình cũng ra cây sầu riêng mình ngồi đó, mà lỡ cây bồ đề nó, cái trái sầu riêng nó rớt xuống á, thì kêu là bồ đề gai. Quý vị có nghe cái từ bồ đề gai không? Bồ đề là những người tu hành mà thanh tịnh, an lạc, giải thoát. Mà người nào vô chùa mà cứ đụng ai cũng sân, đụng ai cũng phiền muộn đó, ta nói bà đã nổi bồ đề gai. Ông nó nổi bồ đề gai. Thì cái chữ bồ đề là giác ngộ. Ai trong chúng ta cũng có, phải có sự có giác ngộ mới ngồi đây. Người không giác ngộ không có đây. Cho nên ở đây có hai cái quán nằm sát nhau, hay ghê lắm. Bên là cây si, cây là hoa sen. Cây si là quán cà phê. Ở trên cái chỗ đó là cái gì đó không biết. Broke heart hả? Broken heart hả? Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên á, mình có trồng cây bồ đề là một biểu tượng để nhắc nhở mình. Mà thưa đại chúng, cây bồ đề nó đặc biệt. Ở bên Tích Lan á, có ba cái điều mà quan trọng trong một ngôi chùa. Bất cứ chùa nào lớn nhỏ cũng cần biết, người ta cũng tranh thủ làm ba cái này. Một là phải trồng cây bồ đề trong sân chùa. Hai là phải có cái tháp. Ba là có tượng Phật. Cây bồ đề, cái tháp tượng trưng cho Phật. Bởi vì nơi có nhiều Phật tử, người Tích Lan á, người ta tới chùa, người ta không có vô chánh điện, người ta lễ Phật. Ta ra cây bồ đề, người ta lạy. Ta lạy rồi ta ngồi ngoài đó, ta tụng kinh. Mà thậm chí có nhiều Phật tử á, ở nhà mình bưng một chai nước theo, tưới cây bồ đề. Đảnh lễ xong, lấy nước tưới bồ đề. Có người mang sữa, tưới cây bồ đề.
Ở đây nếu mình sang túi Starbucks espresso. Cho nên là thưa đại chúng là cái câu hỏi là có thể sợ cây bồ đề nó là cây cổ thụ lớn trước cửa nhà theo phong thủy như thế nào đó, nhưng mà không sao đâu. Chỗ nào có cây bồ đề là chỗ đó có Phật, vì cây bồ đề là tượng trưng cho Phật. Trong tâm mình còn có bồ đề, còn có giác ngộ. Anh chọc tôi giận, tôi có thể buồn anh, nhưng mà không vì anh mà tôi bỏ tu. Anh có thể làm tôi buồn, nhưng mà không vì anh mà tôi bỏ đi chùa. Anh có thể làm tôi giận, nhưng mà không vì anh mà tôi nghỉ đi khóa tu. Không vì ai cả mà phải vì mình. Như thế mình mới gọi là trồng cây bồ đề. Còn nếu mà mình á, trồng cây bồ đề xong bữa nào mình không vui mình bứng. Cho nên cây bồ đề trồng hoài mà sao không lớn. Bởi vì mình cứ hãy buồn giận nó, mình di dịch nó theo cái tâm tư buồn giận của mình, không nên. Cho nên trồng bồ đề là cái sự dưỡng cái, trồng cái bồ đề tâm ở trong lòng mình là một cái cần thiết. Còn nghe kinh Nguyên Thủy nói Phật Thích Ca 29 tuổi mới xuất gia có phải không? Cái này phải hỏi cụ chứ còn hỏi cụ Thích Ca, cụ đi tu. Bây giờ tại sao mà nó có hai cái thuyết, Pháp Hòa cũng giải thích một chút. Nó có hai cái thuyết. Một là có thuyết nói rằng Đức Phật đi tu năm ngày 19 tuổi. Một thuyết nói Đức Phật đi tu năm ngày 29 tuổi. Lý do nào có hai thuyết? Thuyết thứ nhất nói rằng Đức Phật 5 năm đi tìm đạo và 6 năm khổ hạnh, cộng lại là 11 năm. 11 năm tầm đạo và tự tu như vậy, cộng thêm 19 tuổi đời nữa là bao nhiêu tuổi? 30 mấy? 30 năm. 30 năm rồi khi mà Đức Phật đi, Đức Phật mất á, Đức Phật bao nhiêu tuổi? 80. Cho nên cái thuyết Đại Thừa nói là Đức Phật có 49 năm thuyết pháp. Nhớ không? Phật có 49 năm thuyết pháp. Vì vậy người ta tính rằng 5 năm đi tìm đạo và cộng 6 năm khổ hạnh là 11 năm tu hành, cộng với thời tuổi đời của Ngài, cho nên lúc Ngài thành đạo là 30 tuổi. Rồi đến khi Ngài tịch là 80 tuổi, cho nên mới nói 49 năm thuyết pháp. Đó là một thuyết, mà thuyết này là theo Đại Thừa. Cái thuyết thứ hai, Đức Phật đi tu năm 29 tuổi bởi vì người ta nói rằng Đức Phật suốt thời gian Ngài tu ròng rã, từ lúc đi tìm hiểu đạo cho đến Ngài tu khổ hạnh vỏn vẹn chỉ có 6 năm, chứ không có 5 năm kia. Nhưng mà tại vì bên kia chia ra, chứ thật sự thì Ngài đi tu chỉ có 6 năm suốt thời gian tầm đạo và tu hành của Ngài. Cho nên mới có cái bài thơ 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng sĩ đạt ta. Và 6 năm á, cộng với 29 tuổi là nhiêu? 35 tuổi. Và Đức Phật tịch năm ngày 80, trừ ra là còn nhiêu? 45 năm thuyết pháp. Vậy thì cái thuyết nào mình có thể tiếp nhận nhiều hơn? Cái này. Bởi vì 16 tuổi đi, 16 tuổi có vợ, 19 tuổi mới đi tu. Còn cái thuyết mà Đức Phật 29 tuổi mới đi tu, bởi vì Ngài có con rồi Ngài mới đi tu, là Ngài La Hầu La đó. Và La Hầu La chỉ là cái người chính được nhắc nhiều trong kinh thôi, chứ có Ngài còn một người con nữa, một người con gái. Nhưng mà trong kinh thường ít nói, bởi vì người con gái thường là nhắc Ngài La Hầu La nhiều. Thì ở đây cái vấn đề lịch sử thì chúng ta chỉ tạm hiểu như vậy. Đức Phật đi tu năm 29 tuổi và 6 năm tầm đạo tu khổ hạnh, Ngài thành đạo năm ngày 35 tuổi, cộng 45 năm thuyết pháp, Ngài viên tịch năm ngày 80 tuổi. Như vậy thì nó có cái bài bản hơn.
Thì bây giờ ở đây thì mình cũng xa Phật nhiều rồi, đã là lịch sử thì có những điểm nó không có tương đồng, và chúng ta thấy cái nào nó thích hợp hơn thì chúng ta tiếp nhận. Mà cho dù chúng ta nói rằng Phật bao nhiêu tuổi đi tu rồi cũng không có gì quan trọng, cái quan trọng là Ngài đã để lại gì cho chúng ta và chúng ta tiếp nhận giáo pháp Ngài như thế nào. Còn vấn đề lịch sử thì có thể du di gia giảm, không sao cả. Giống như Đức Phật đi sanh ra đi 7 bước á, đi 7 bước rồi mỗi bước có 7 hoa sen, rồi tay chỉ trời, tay chỉ đất vậy đó. Mình nên nhận cái đó như là một cái đạo lý để sống tu, chứ đừng nghĩ cái đó là thật. Như là một cái sự nhắc nhở chúng ta rằng Đức Phật đi trên 7 đóa hoa sen là tượng trưng cho người muốn thành tựu được đạo quả thì phải đi qua 7 con đường đi đến giác ngộ, mà chúng ta gọi là thất bồ đề phần. Mà Đức Phật xác định với chúng ta rằng thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhiều cách giải thích lắm. Và nếu như mình chấp rằng Đức Phật sanh ra và vừa sanh ra và Ngài ngồi dậy Ngài đi liền á, phải không, thì e rằng người ta không chịu nổi. Vì không có con nít nào mà nó khủng hoảng vậy. Mà ví dụ bây giờ nếu như Đức Phật mà thật sự là đi như vậy, chưa chắc Ngài khuyên mình tu mà Ngài mình chịu tu đâu. Mình sẽ nói phải rồi, Ngài sanh ra, vừa sanh ra Ngài đi, cho nên Ngài phi thường, Ngài tu thành Phật là phải rồi. Còn con phải ăn rồi phải uống rồi phải đủ thứ, giờ bởi vì con tu không thành là đúng thôi. Cho nên nếu mình nói như vậy là cái sự khuyên của Phật là tôi là một con người như quý vị mà tôi vẫn sống, vẫn tu được thì quý vị cũng sống. Tôi là Phật đã thành, quý vị là Phật sẽ thành, nó xác định hơn. Còn nếu cái gì Phật cũng phi thường hết, cái nhẫn hạn như nứt hông hoàng hậu bên hông này rồi Phật nhảy ra, Phật đi 7 bước, Phật khuyên mình tu, nói trời Ngài trển xuống Ngài đi kiểu đó, con đâu đi kiểu đó, bây giờ biểu con tu sao con tu được. Cho nên cái đó phải rồi. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình đừng có nói chi chuyện phi thường, trong cuộc sống hàng ngày mà mình kêu người ta làm gì đặc biệt hơn, nói thôi chị ở đó chỉ là chị sanh nhà con nhà giàu chỉ làm điều đó đúng, mà tôi con nhà nghèo mà làm sao được. Thầy cho con hỏi, tại sao khi tụng kinh hay suy nghĩ mình phải làm gì sau khi tụng? Cái này là planning á. Thật sự ra tụng kinh mà suy nghĩ lung tung á là cái chuyện không thể tránh. Rồi cái quan trọng á là mình đừng có để cho đó, cái đó nó lôi mình như thường khi. Vừa khởi suy nghĩ thì mình lại tiếp diễn những suy nghĩ đó, và cái người tỉnh giác là giật mình, thôi mình đang tụng kinh cứ kéo lại. Cái dòng suy nghĩ ra ngoài lề đó, nó là cái con trâu. Còn chúng ta phải ngồi chăn nó, là hễ nó vừa phóng là kéo nó lại, vì mình là một người chăn trâu. Mình là một mục tử, mình là một mục đồng. Cái tâm chạy nhảy mình là con trâu, nó hay nhảy lắm. Cho nên mình ngồi thiền, mình tụng kinh niệm Phật là mục đích là để làm gì? Để mình kéo con trâu đó lại, không để cho con trâu đó nó đi ăn lúa nhà người, nó quậy phá đất của người khác. Đến khi nào mà nó thuần thục, ngồi đâu tâm đó, ngồi đâu tâm đó, nghĩa là mình đâu trâu đó, mình đâu trâu đó, thì chừng đó mình mới thoải mái mà thổi sáo, đánh đàn, đi chơi. Quý vị có thấy bức tranh đó chưa? Chùa người ta hay vẽ 10 bức tranh chăn trâu đó. Đầu tiên con trâu đen thùi, con trâu đó là tâm mình đó. Rồi có một cái chú tiểu cầm cái roi chăn nó là mình. Rồi cái xỏ mũi nó có nghĩa là thấy cái dấu vết của tâm, rồi xỏ được cái mũi của tâm. Chăn con trâu từ khi nó đen thùi mà trắng lần, trắng lần, trắng lần, đến cái bước thứ 7, thứ 8 con trâu nó trắng. Rồi có một cái bước là người, cái chú một đồng ngồi trên lưng con trâu và thổi sáo, không phải lo lắng gì đó. Đó là cái giai đoạn mà người tu đã đến cái chỗ thuần thục. Còn mình bây giờ chưa phải là thuần thục thì mình phải tiếp tục chăn nó.
phải tụng kinh, phải ngồi thiền. Đừng có lo tụng kinh suy nghĩ ra chắc Phật buồn hay là tội lỗi, không có chuyện đó. Cứ bình thường, mà nhờ như vậy mình vẫn tiếp tục mình tụng á, thì từ từ nó mới thanh lọc. Kính thưa Thầy, con kính chúc Thầy sức khỏe. Con có một điều thắc mắc, xin Thầy giải cho con được minh tường. Khi việc xích mích của con với một người, nếu con đã xả bỏ nhưng người kia không xả bỏ, thì bỏ kiếp này con có gặp lại người đó nữa không? Con nhớ Thầy có dạy duyên nghiệp lực gặp lại phải do hai hướng mình đi đến và người đó đến thì mới gặp. Nếu chỉ có một người hướng thì cũng không tạo được. Bây giờ đại khái là câu hỏi là có gặp nữa hay không, phải không? Đừng cho cell phone, đừng lên Facebook, đừng có nhào vô Tango là không gặp chứ gì đâu lo. Thưa đại chúng, cái vấn đề đúng như vậy, là khi mà mình giận ai, mình buồn phiền ai, một khi mình đã xả là phần mình đã xong. Còn ai đó chưa xả bỏ là việc của họ. Làm sao mình làm chủ được người ta, mình biểu người ta làm gì? Phó Hòa ví dụ như á, các ngài hay ví dụ là khi mình như lấy củi mình đốt lửa, mà lửa, khi mà củi hết thì nhất định cái gì phải có, phải tới. Củi hết thì gì? Lửa tắt. Chuyện đó là cái chuyện phải như vậy thôi, chứ không cách nào làm khác hơn được. Mình cũng như thế. Mình đến cuộc đời này, mình đối xử với tất cả mọi người, mình gặp tất cả mọi việc như một khúc củi có lửa. Và khi củi hết thì lửa tắt, nghĩa là mình xong việc thì mình đi. Pháp Hòa hay nói, ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chi ghi nhớ. Việc của mình đã làm xong, còn người ở lại là người ta dư thời giờ để người ta ngồi ta luận, cho kêu dư luận. Ta ngồi tới người ta giải thích rồi đắn đo kêu bàn luận. Mà ta không đồng ý thì ta tranh luận, phải không? Rồi người ta dư luận, rồi bàn luận, rồi cãi luận, rồi tranh luận, đủ thứ luận hết. Còn mình á, xong việc rồi mình đi. Có một việc gì mà người ta không tranh, không phân búa, cho nên bận lòng chi chuyện đó. Còn bây giờ nè, trong 10 điều tâm niệm có một câu nè: oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Rồi có vị sẽ thắc mắc, nói vậy rồi không lẽ người ta hiểu lầm mình cũng để yên sao? Không phải. Nếu như người ta hiểu lầm mình phải có bổn phận giải thích. Giải thích xong phần mình đúng bài bản, nghĩa là đúng sự thật rồi, việc của mình giải thích đã xong. Còn nếu người ta thật tình là người ta có thiện chí muốn hàn gắn với mình, sau khi mình giải thích rồi sự hiểu lầm tan biến, thì điều đó thiện duyên vẫn tiếp tục. Nhưng mà cái người mà cố tình không muốn hiểu rồi, thì quý vị nghĩ người ta hiểu không? Làm sao ta muốn hiểu? Ta đã cố tình không muốn hiểu, người ta cố tình muốn gây chuyện rồi thì chịu thua. Dí dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Người ta muốn ra, người ta mới phải gieo cái tiếng dữ cho mình, ta mới ra được chứ. Nhưng mà cuộc đời tìm cho lắm rồi, cuối cùng bậu ra, bậu lấy oan gia. Nhân quả mà. Cho nên là thưa đại chúng, là mình, ai hiểu lầm mình, nếu mình cần giải thích cứ giải thích. Mà giải thích là phải giải thích cho nó đúng cái chương trình. Quá trình nó như thế nào là nói như vậy. Có lỗi thì phải nhận. Mà đa số mình nói hồi cái tự nhiên sao đi vòng vòng, hồi sao báo mấy cục phải, cục đúng vậy, chạy về mình hết trơn. Kính thưa Thầy, con nghe nói nếu có người sống ngủ vẫn còn thấy người chết, vậy người thân của mình chưa được vãng sanh,
Không hiểu sao ông nội con mất 24 năm rồi, vậy mà con vẫn còn gặp ông trong giấc ngủ hoài. Vậy ông nội con có được vãng sanh chưa? Này ông ngoại mới trả lời được chứ con. Hai câu này nó cũng dính dính nhau nè. Cha mẹ con chết đã lâu mà con thường nằm mơ thấy ba con cứ kêu con hoài là bị lạnh và bị đói, thì chúng con phải làm sao? Thưa đại chúng, cái này thật sự là mình nói cho đúng ra là mình không có 100% biết, vậy mình có đi trong đó đâu, mình chưa đi. Hay là đã đi rồi mà tại ăn nhầm cái chén cháo lúa lên nó quên hết trơn. Cái này là mình căn cứ theo lời chư tổ nói thì mình nói lại, rồi mình kinh nghiệm chút rồi. Có những cái cõi mà chúng ta không thấy, và chúng ta thường gọi là cõi vô hình. Theo Pháp Hòa nghĩ, nó vô hình là vô hình với ai? Vô hình với ai? Vô hình với mình, là có lẽ mình không thấy thì mình kêu nó là vô hình, chứ chắc gì nó không có. Đó là mình nói, là mình nghĩ là như vậy. Thí dụ như bây giờ hồi nào hồi mình ở Việt Nam á, người ta nói nước Mỹ, chà mình chỉ nghĩ nước Mỹ là nước Mỹ thôi, chứ mình đời nào mình nghĩ là mình được đi nước Mỹ. Và thậm chí bây giờ ví dụ như mình ở cõi này nước Mỹ rồi, người ta nói có một cái thế giới gọi là cung trăng, thì có thể là mình cũng không chấp nhận được. Nhưng mà bây giờ người ta có những cái phương tiện đi lên tới những cái hành tinh đó để người ta tìm hiểu về những sự sống ở đó. Tại là cái gì mình chưa thấy cũng chưa chắc nó không có. Và ở đây cái vấn đề thứ hai mình muốn nói là người mất, khi mà một cái người mất mà mình thường thấy họ, thì có thể là họ chưa có được ở những cái nơi chỗ an lành. Họ cho mình gặp nghĩa là họ cần cái sự giúp đỡ của mình. Mình có thể giúp đỡ cho họ qua cái công việc cầu nguyện cho họ. Thưa đại chúng, cầu nguyện không phải là họ siêu đâu, nhưng mà mình khai mở sự chấp trước của họ. Ví dụ như họ chờ tiền của tới để họ xài. Thật sự ra người chết họ sống bằng tưởng. Họ nghĩ rằng trên thế gian này họ xài tiền cho nên chết họ cũng phải xài tiền. Rồi bây giờ mình cũng thỏa mãn cái tưởng đó, cho mình lấy giấy tiền mình đốt. Mà mình đốt hoài vậy mà mình không khai thị cho ta biết cái này không thiệt. Bây giờ cuối cùng một ngày nào đó mình phải nói thiệt cho người ta nghe, tiền này là không thiệt, đừng có dính với nó nữa, hãy xả ly nó đi. Thì cũng như thế, người ta nhận cái thân này là thiệt. Thôi bây giờ nói chỉ người chết, mình sống sờ sờ đây mà nhiều khi mình vẫn mê lầm về cái thân mình vậy. Thân mình là thân giả, mình cứ tưởng nó thiệt. Và chính vì nó giả cho nên mình phải chăm sóc. Mà nhớ là có chăm sóc, có làm bất cứ cái gì thì cũng chỉ là tạm, chứ không bao giờ nó mãi mãi. Đến một lúc nào đó mà nó cần phải tan rã, nó cần phải chấm dứt, thì cuối cùng cũng phải chấm dứt, chứ không cách nào khác hơn được. Mà nếu mà mình chấp nhận, mình buông xả thì mình giải thoát. Còn mình dính mắc thì mình cứ lẩn quẩn, mình tưởng cái thân này là thiệt. Ngày xưa có một cô đó đó, cổ mất một đứa con. Thì người ta đồn là Phật Thích Ca đó, có khả năng cứu sống mọi cái con người, có cứu khả năng cứu khổ bao nhiêu người. Thì cô ẵm đứa con tới cổ nhờ Phật. Thì Đức Phật đâu có thể nào nói gì được nữa cho cổ bây giờ. Bây giờ cổ đang hiểu như vậy mà. Đức Phật mới nói thôi được rồi, tôi sẽ có thể cứu cho con cô sống được, với điều kiện là cô đi xin cho tôi một bó lúa, bó cỏ ở một ngôi nhà nào mà chưa từng có người chết. Cổ đi từ Orange County lên Westminster, cổ đi hết cái miền Nam, cổ đi xuống miền Bắc Cali, cuối cùng cổ trở về tay không. Thì Đức Phật mới hỏi chứ, ủa đứa con cô đâu rồi? Con chôn nó ở Oak Hill rồi. Thì Đức Phật mới hỏi tại sao, nói dạ bây giờ con hiểu rồi.
Không có nhà nào mà không có người chết. Thì con của con nó chết cũng chỉ là một trong những trường hợp của người trên thế gian này. Nhưng mà nếu cái người mầm tâm mê mình nói cái gì làm sao người ta hiểu? Chỉ khi nào tự thân người ta chứng ngộ cái chỗ đó. Có giống mình không? Khi mình thấy người đó không được, mình nói nó đâu có nghe. Nói thôi má, con biết má thương con, mà giờ con thương rồi, thôi má để cho con khổ con chịu. Khi mà mình đã mê thì không tỉnh, mà tỉnh thì không mê. Cho nên mình tụng kinh phải người đó siêu, mà tụng để khai thị, đừng có bám cái xác đó. Có một người tới xin Phật giải cho họ cái sự chấp trước. Một vị tổ mới cầm cái ly nước vậy nè, đưa cho cái cô này, và cổ cầm trên tay về thì ngài mới rót nước nóng, nước sôi đãi. Rót đầy 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 thì nước nó tràn, nó phỏng tay của cô. Cô liền buông cái bật. Đức Phật, vị tổ mới hỏi giờ cô ngộ chưa? Mới đầu nó nóng cái tay nè, làm ngoài cũng nóng lắm chứ, nhưng mà nước nó chưa tràn, cho nên cũng cố gắng mà dặn hết thần lực để mà nắm nó. Nhưng đến cuối cùng, đến cuối cùng, đến lúc phải xả thì nóng quá chịu gì nổi, tự động phải buông, chứ còn giờ nói gì cũng không được. Mình cũng vậy, có nhiều người ta khổ cùng tận, khổ nói theo ngoài đời là tơi bời hoa lá rồi, thì chừng đó tự buông chứ còn mình nói không được. Thì ở đây á, cái vấn đề tụng kinh không phải là mình cho họ siêu, mà mình nhắc nhở tự tâm họ giải thoát cái tham, cái chấp. Tham cái gì? Tham cái xác thân, tham tiền của mà họ để lại, hoặc là họ chấp trước những cái việc hơn thua trong cuộc sống của họ, họ xả là họ đi. Con nghe nói khi qua đời xác chết không được động nhiều để siêu thoát. Vậy những vị donation thân xác mình cho từ thiện thì có bị gì không? Nếu mình đã cho người ta thì phải bị chứ, bị người ta mổ ra, người ta lấy cái gì ta cần. Cái câu hỏi là theo một quan niệm là chết thì không được đụng vô, vì để cho người đó được vãng sanh. Nhưng mà lỡ những vị mà hiến nội tạng cho y học thì làm sao? Thưa đại chúng, quý vị đừng có lo cái này. Nếu như mình đã phát nguyện hiến nội tạng, nghĩa là tâm tư mình đã chuẩn bị cái vấn đề là người ta mổ xẻ mình để người ta sử dụng nội tạng của mình, đã chuẩn bị rồi. Thì bây giờ nếu mình mất đi, mà vừa mất mà người ta có thể dùng được cái gì đó, mà người ta phải đụng vô người mình, phải mổ xẻ mình, thì mình đã mãn nguyện chưa? Nếu mà đã mãn nguyện thì có gì mà lo sợ không giải thoát. Chứ còn bây giờ nếu mà để yên nằm đó 8 tiếng cho mình vãng sanh xong rồi, còn gì nữa đâu xài. Và thứ hai nữa đó là chưa chắc tới hồi đi mà có gì xài được nữa. Hiến là cứ hiến, nhưng mà chắc xài được không? Thành thử ra đừng có lo cái chuyện gọi là ta đụng vô người mình không siêu thoát. Không có cái siêu thoát ở cái thân đâu. Cái tâm nó siêu thoát nó mới quan trọng. Cái thân này đâu là gì, khi mình chết rồi thì giống như là cái quạt máy mà điện nó không còn vô được nữa, nó chết mấy cái motor này rồi thì điện lực nó vẫn còn, nguồn điện vẫn còn, nhưng mà cái máy này nó có 5 years guarantee, lên tới giờ rồi nó collapse thôi, nó phải như vậy thôi. Còn cái chuyện để 8 tiếng á, lỡ mình không được để tới 8 tiếng cũng đừng lo chuyện đó. Bây giờ á, mình sợ chết không được để 8 tiếng phải không? Giờ mình tập vậy nè, mỗi ngày mình để 8 tiếng cho mình yên, đừng có đụng đậy được không? Tâm mình đừng có dao động chuyện gì hết, mình hãy để một ngày 8 tiếng cho nó bình an trong tâm, ngày nào cũng 8 tiếng kiểu đó đi. Mà lỡ mình chết mà không được nằm đó 8 tiếng, không có gì lo hết. 8 tiếng chỉ là một cái kinh nghiệm của các vị ta nói, chứ không có nằm trong kinh. Đừng có lo cái việc đó. Mà nổi cái chuyện mà thí dụ như mình định nghĩ trong đầu là để tới 8 tiếng, mà lỡ 6 tiếng người ta khiêng đi,
buồn bực, trời ơi chỉ còn có 2 tiếng nữa mà ông vãng sanh, khổ không? Phải giải thoát cái chỗ đó luôn. Có một sư cô đó, trước khi chết thèm một muỗng nước mắm. Tu mấy chục năm, nghe người ta nói nước mắm Phú Quốc, nước mắm gì đó không biết, mà cuối cùng cổ chỉ thèm một muỗng nước mắm. Trước khi chết cổ xin uống một muỗng nước mắm. Nếu như mà cái người mà hiểu đạo đó thì sẽ cho cô này uống muỗng nước mắm. Vì sao? Vì một muỗng nước mắm đó, nó không có gì quan trọng hết. Nếu cổ uống được một muỗng nước mắm mà tâm cổ biết nó mặn như thế nào rồi, cổ chẳng mê mết gì nữa hết, cổ giải thoát liền tức khắc. Còn nếu mình không cho cổ uống thì vì mình nghĩ rằng cuộc đời tu của cổ mấy mươi năm, bây giờ vì một muỗng nước mắm này là mất hết đạo hạnh, cổ thèm muỗng nước mắm này, cổ trở lại cổ kiếm nó nữa, khổ không? Thì bây giờ uống một muỗng nước mắm để giải thoát, hay là gì, nhịn một muỗng nước mắm mà trở lại. Cái trường hợp 8 tiếng nó cũng vậy. Mình tu là mình, cái quan trọng là đời sống hàng ngày, tâm tư mình đã giải thoát. Giải thoát bao nhiêu cái phiền não xung quanh mình, không phải chỉ cái vấn đề người ta đụng vô mình không đâu. Người nhiều khi người ta chưa đụng nữa, mình chỉ nghe người ta nói thôi. Bữa nay tôi đi chỗ đó, nó nói động chị đó. Nó dám động tới tôi hả? Ta chưa có đụng vô xác à, ta mới đụng cái tên mình thôi là mình đã ré lên rồi. Hỏi ra, ôi nó nói con bảy đầu đường chứ không phải nó con bảy này. Hồi nhỏ đó, giận đứa nào kêu tên nó chửi. Nó nói mày sao mày chửi tao, tao chửi con bảy trên trời mà. Không biết quý vị có nhớ những cái chuyện hồi nhỏ Việt Nam mình, giận đứa nào là phải kêu tên nó ra mình chửi, mà nó lại nó kiếm chuyện. Tao đâu nói mày, tao nói nhỏ trên trời á. Bây giờ mình phải suy nghĩ là mình nằm đó mà người ta đụng vô mình phiền não. Vậy thì đời sống hàng ngày người ta thường thường nó đừng có nói đụng tới tôi nghe. Người ta chỉ mới có đụng cái tên mình thôi. Cái tên của mình là chẳng qua là biết đâu tên trùng tên, chưa gì hết là mình đã lên cái sân giận rồi. Pháp Hòa không có bác cái gì hết. Ai muốn gì cũng được hết. Nhưng cái Pháp Hòa muốn quý vị hiểu là nếu cuộc đời mình, cuối đời cái duyên của mình được như vậy thì tốt, không được cũng chẳng sao. Cái quan trọng là ngay trong giây phút đời sống hàng ngày của mình, mình phải tu tập như thế nào để tâm tư mình được thật sự giải thoát với cái đó. Nếu mà chỉ vì mình muốn đúng 8 tiếng thôi mà rồi người ta mới có 6 tiếng, 7 tiếng ta dời mình đi, mà 1 tiếng đó mà để mình đọa lạc thì thiệt sự nó không đáng. Cho nên quý vị đừng có lo chuyện này. Còn nếu ai mà ký giấy mà cho nội tạng cho y học, cứ cho đi, và lỡ lúc đó mà người ta sử dụng được vui lắm. Tại vì trước khi chết mà mình còn làm được một cái việc phước cuối cùng là cho những cái gì mà mình còn để lại được, quá mừng. Cái phước thiện cuối đời mình mà người ta còn dùng được thì hạnh phúc lớn quá. Có cái gì nữa mà, nghĩa là cái thân này đáng lý ra dục à. Mà vì dục bằng cách nào đây, không lẽ bỏ cho nó hôi lên. Cho nên phải tìm cách để vô lò thiêu kêu hỏa tán, để vô lòng đất kêu thổ tán, trôi ra ngoài sông kêu thủy tán, cho chim ăn điểu tán, dục trên rừng thi lâm tán. Phải tán, mà tán bằng 5 cách. Phải có cách giải quyết. Vậy thôi chứ không có gì quan trọng. Cho nên mình á, thương thân thương xác, thậm chí mình muốn kiểu này, mình muốn kiểu kia đó, mà mình không được cái mình, vì cái đó mình đáo trở lại đó là mình chấp. Dạ kính thưa thầy, con có coi bộ phim nói về cuộc đời Đức Phật. Trong phim Đức Phật nói từ tịch tỉnh, con không hiểu ý nghĩa của chữ tịch tỉnh là gì. Làm thế nào để giữ mình được tịch tỉnh? Cái chữ tỉnh á, là mình tĩnh lặng. Chữ tịch là vắng lặng. Chữ tỉnh là sáng biết. Tịch tỉnh nghĩa là mình vắng lặng mà sáng biết.
Pháp Hòa ví dụ ha, có một buổi sáng mình ngủ dậy thật sớm, cảnh ngoài cũng còn yên tĩnh, mọi người, tất cả cảnh vật xung quanh yên tĩnh hết. Mình pha một chung trà, mình ngồi ngoài sân, mình uống chung trà trong cái vắng lặng. Thì chung trà đó là chung trà của gì? Tịch gì? Tịch tỉnh. Và cái chữ tịch tỉnh đó, nó là một cái nghĩa khác của chữ niết bàn. Niết bàn là tịch tỉnh. Cho nên các vị tôn đức mà viên tịch đó, mà chết đó, chúng ta không dùng chữ chết mà chúng ta dùng chữ viên, viên tịch. Chữ viên là viên tròn, viên mãn. Chữ tịch là vắng lặng. Nghĩa là vị hòa thượng này, vị tôn đức này bây giờ đã đi đến cái chỗ tĩnh lặng hoàn toàn, hay là viên mãn sự tĩnh lặng. Thay vì mình dùng cái từ qua đời, mình dùng từ chết, mình dùng chữ từ trần, tất cả những chữ đó mình thấy không phù hợp cho người tu, thì mình lại dùng cái từ là viên tịch. Viên tịch là bình thường thầy này cũng tịch tĩnh lặng lặng, nhưng hôm nay là viên tịch rồi, tức là đi vào cái chỗ vắng lặng hoàn toàn. Mà điều đó cũng đúng, nằm đó đâu có nói gì nữa đâu mà không vắng lặng. Thì viên tịch là vậy. Cho nên tịch tĩnh là một nghĩa khác của chữ niết bàn. Mà thí dụ bây giờ ai mà gặp mình á, cầu chúc mình á, dạ con cầu chúc bác năm mới luôn luôn có sự viên tịch, tầm bay tầm ba. người ta chúc đại thừa mà, ta chúc bằng cái nghĩa lý của Phật pháp mà, chứ người ta đâu có chúc theo cái nghĩa thông thường đâu. Cho nên nếu mà nói trời ơi, bác ơi lúc này con thấy bác rất là giỏi đó, bác tới chỗ viên tịch rồi đó, cảm ơn con, cảm ơn con, vậy là bác tu khá rồi đó, con mới thấy bác viên tịch đó. Hoặc là nó nói con cầu chúc bác năm mới với toàn thể gia đình lúc nào cũng có niết bàn. Nó bay đó bà. Nó phải niết bàn là chết mới đi. Niết bàn là trạng thái của bình an của tâm hồn. Niết bàn không phải là nơi chốn, niết bàn là trạng thái của tâm. Khi tâm bình an là niết bàn, khi tâm phiền não là không có niết bàn. Vậy tịch tỉnh nghĩa là đi đến cái chỗ vắng lặng. Vắng lặng mà không mê lầm. Ví dụ như mình ngồi yên vậy là tắt đèn hết trơn, không có ai, cái bắt đầu yên cái mình cũng vắng và mình lặng. À, còn người ta vắng mà ta lặng là cái gì nó nổi lên trong đầu người ta biết hết. Khởi tham người ta biết, khởi sân người ta biết, khởi si người ta biết, tiếng động người ta biết mà không theo. Còn mình á, vừa mở cửa, ai vậy? Hỉ cửa. Hoặc là mình đang ngồi đây, một cái tiếng động phía sau cái rầm cái xoay qua coi ai vậy, để ý coi. Ngồi thì ngồi thiền mà không có thiền gì hết, bây giờ tiếng gì cũng ngó hết. Ai mở cửa vô cửa ra, đó, nhiêu đó thôi là mình biết mình có tịch tỉnh chưa. Chữ tịch là vắng mà chữ tỉnh là sáng, chứ không phải tịch tỉnh là ngồi ngủ. Thành ra mình bây giờ cũng tịch tỉnh, cũng tịch mà không tỉnh, tịch mê. Xin cho con hỏi, chúng con cúng dường trai tăng cho cầu siêu ông bà cha đạ mẹ đã khuất siêu thoát vãng sanh nơi thế giới cực lạc, vậy làm sao chúng con biết được ông bà cha mẹ mình được siêu thoát? Cái này hỏi cái này là mai mốt cúng em không dám nhận nữa. Bị nhận mà không bảo đảm người ta đi sao dám nhận. Thưa đại chúng, là khi mình cúng, thứ nhất là mình nói là cúng trai tăng, chữ T-R chứ không phải cúng chay tăng nha, trai tăng. Chữ trai nghĩa là một bữa ăn, tăng là chư tăng. Trai tăng nghĩa là mình làm một bữa ăn trưa, bữa ăn gì đó mình cúng dường chư tăng thì gọi là trai tăng. Mà chữ tăng là chỉ chung cho tất cả những người con Phật, dù nam hay là nữ, mà có sự tu hành, có sự hòa hợp đều gọi là tăng. Chớ không có được hiểu chữ tăng là chỉ cho quý thầy rồi mai mốt qua chùa ni kêu chai ni.
cúng cho chư ni cũng kêu là trai tăng. Bởi vì chữ tăng á, là cái chữ chung để dành chỉ cho tất cả đoàn thể những người tu con của đệ tử Phật sống hòa thuận, chứ không phải là như bây giờ mình hiểu à, mời chư tăng chư ni vô. Cái chữ tăng ni mình nói là để cho tạm thời hiểu biết vậy đó, chứ nó không có đúng chữ. Thậm chí bây giờ nếu mà dùng chữ đúng nhất á, là con xin cung thỉnh chư tăng nhị bộ, chứ là tăng nam và tăng nữ. Thế còn mình kêu tăng ni là để phân biệt, tăng là quý thầy mà ni là quý chư, chư ni á, nó là chữ nghĩa mình nói để cho mà mình dùng vậy thôi, còn giải thích là không đúng. Giải thích là không đúng, tại vì chữ tăng là một đoàn thể hòa hợp, thì quý sư cô á, chư ni mà sống hòa hợp cũng là tăng. Cho nên là con về nương tựa tăng, xin quy tăng, là đoàn thể của những người sống hòa hợp, chứ đâu phải là không lẽ giờ qua chùa ni con xin quy y ni không. Cho nên chữ tăng ni mình nói là như vậy. Cho nên có nhiều vị người ta dùng từ này, con xin thành tâm cung thỉnh chư tăng nhị bộ. Nhị bộ tức là bộ ni và bộ tăng, bộ nam và bộ nữ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức, kê thêm hai chữ tăng ni. Thật sự là ý muốn nói là ni hòa thượng, ni thượng tọa, ni đại đức, nam hòa thượng, nam thượng tọa, nam đại đức vậy đó. Mình mới chữ hai chữ tăng ni để phía sau hiện tiền chư tôn đức tăng ni. Gọi là mình nói là mình để cho chữ nghĩa mình dùng vậy thôi, chứ còn giải thích thì nó chưa chuẩn. Cái vấn đề cầu siêu mà trái tăng á, hay là cầu siêu ghi danh cầu nguyện gì đó mà mình không biết là có đi chưa đó, cũng không sao đâu. Nếu mà mình cầu nguyện như vậy mà mấy chục năm trời mình không thấy người thân mình xuất hiện trong giấc chiêm bao của mình, thì theo kinh nghiệm của các tổ là đi rồi, tại bận đi cho nên không có quay về cho mình thấy. Còn nếu như trường hợp người đó đã tái sinh ở một cái cõi nào đó rồi, thì cái công đức này mình cũng có được hưởng không? Có. Trong kinh nói là ví như người đó đã ở một cõi lành nào rồi, mình có gửi thêm cho họ thì họ có dư chứ họ không thiếu. Thí dụ bây giờ ông nội mình mất, xong bây giờ tái sinh thành một cái anh Mỹ nào ở đâu đó, thì mình nhưng mà trong cái tâm mình là vẫn cúng cho ông nội, thì cái công đức đó cái đứa nhỏ kia nó vẫn hưởng, tăng phần trội phần chứ không kém. Mà cho dù không ai hưởng đi nữa đó, ngay đời này là mình đã làm một việc thiện lành rồi. Nhưng mà tại vì chúng sanh mình nó thường thường cúng là phải có điều kiện, chứ có ai mà ít khi nào cúng vô điều kiện lắm. Cúng là phải hồi cái đã, con xin cúng dường thầy này cái hồi hướng cầu an cầu siêu. Tức là mình cũng phải đặt cái lý do là mình cúng, chứ không ai mà cúng khi khổng khi không hết á. Thật ra nếu như mà mình cúng mà bây giờ không đừng dính dáng cho tao ông bà cha mẹ gì hết á, thì mình cũng có phần trong đó. Thật ra cúng là có lợi rồi, đừng có lo chuyện đó. Ông bà cha mẹ tổ tiên con cháu đời này tới hiện đời, đời quá khứ đời vị lai đều được hưởng hết, bởi vì ngay cái tâm mình khởi. Cho nên quý vị cuối cùng thấy không, phổ nguyện pháp giới chúng sanh tình và vô tình đồng thành Phật đạo, chứ không có một chúng sanh nào. Ông bà cha mẹ mình là một phần nhỏ trong vô lượng chúng sanh. Nghe bạch thầy, nghe bài giảng của thầy trên YouTube nhiều, có áp dụng để chỉnh sửa bản thân. Hôm nay đủ duyên nên được gặp thầy, mong thầy giúp con một lời khuyên. Con là người yêu thích sự hoàn hảo trong công việc, làm việc có sự chuẩn xác cao và uy tín, được khách hàng tin cậy, đồng nghiệp nể trọng. Tuy nhiên khi những người phụ giúp làm sai, gây lỗi lầm, con la rầy rất gay gắt, làm tổn thương cảm xúc của cấp dưới, chỉ tại vì con yêu thích sự hoàn hảo quá mức trong công việc. Con biết đó là sự quá khích nhưng chưa điều chỉnh được. Con nghĩ mình born with it, nghĩa là sanh ra kiểu đó rồi đó.
thầy có cách chi giúp con một lời tu chỉnh. Con chúc thầy nhiều sức khỏe. Cảm ơn thầy, con lái xe 1 giờ đồng hồ để đến nghe thầy giảng. Đây điều kiện đó. Đây là điều kiện nè. Nghĩa là you must answer me because I'm too far away. Nhưng mà đây là câu trả lời. Nếu mà you sure you was born with it, what can I do? So just leave it like that. Quý vị thấy điều kiện chưa? Giống như nãy ngồi trong phòng nói chuyện với thầy trụ trì vậy, thấy nói tới bàn lui, nói ngồi cái thấy đánh vô gô liền. Bởi vậy cho nên Pháp Hòa phải qua đây mỗi năm lần. Bây giờ em kinh nghiệm lắm rồi. Qua Cali mà ai mời ăn cơm đừng có nhận. Ăn cơm xong là có chuyện à. Thở. Thưa đại chúng là cái này nó cũng hay lắm. Thật sự ra đó, khi mà một cái gì mà mình chấp trước lâu ngày mình không thay đổi được thì mình có một cái câu excuse, một cái câu rất hay là tôi là như vậy đó, bản chất tôi là như vậy đó. I was born with it. Nhưng mà nói theo Phật á là mình huân cái tập nghiệp. Cái tập nghiệp tức là cái mình collect nó mỗi ngày á, lâu ngày nó thành một khối. Cái chùa này á, lúc mới vừa làm xong sơn lên rồi nó thơm phức cái mùi nước sơn, trắng phao hết trên nóc nhà. Nhưng mà mỗi ngày thầy trụ trì, chỉ một mình thầy trụ trì được thắp một cây hương thôi. Cho dù là một cây hương, nhưng mà 20 năm sau thì cái phòng này mùi sơn nó cũng hết. Và bây giờ bắt đầu nó vàng, dù chỉ là một cây hương một ngày. Huống chi là bá gia bá tánh vô người cứ 3 cây. Chúng ta cũng vậy. Chỉ một mình tạo một nghiệp thôi mà lâu năm còn dày đặc. Huống chi là duyên bên ngoài, nó quá nhiều cái duyên để cho mình phải huân cái nghiệp đó. Nhiều khói ngang, nhiều người vô thấp ở đây là tượng trưng. Ý Pháp Hòa muốn nói là những cái duyên phụ bên ngoài nó làm cho cái nghiệp mình sâu hơn. Dù chỉ một mình là đã thấy đen rồi, chứ đừng nói chi là nhiều nhân duyên khác. Cho dù mình sống, mình sanh ra bằng cái nghiệp này. Có một bài kinh trường hợp này gọi là nghiệp cũ. Tạm chấp nhận cái trường hợp này là nghiệp cũ. Nhưng mà Đức Phật nói rằng á, nếu chúng ta không có cẩn thận, không tỉnh giác thì coi chừng chúng ta dụng cái nghiệp cũ này để chúng ta tạo cái nghiệp mới. Bây giờ ví dụ như tôi sanh ra cái nghiệp cũ của tôi, I was born with that. Tôi sanh ra với cái nghiệp cũ của tôi là nói tầm bậy tầm bạ. Vậy thì anh biết anh có cái nghiệp cũ nói tầm bậy tầm bạ mà anh không tỉnh giác, anh chỉnh nghiệp mà anh cứ đem cái tầm bậy tầm bạ này anh nói với người xung quanh. Với hiện đời này là anh dụng cái nghiệp cũ để anh tạo thêm cái nghiệp mới. Mà tu là chuyển nghiệp. Dù anh không chuyển được 100%, ít ra anh phải chuyển một phần nào để chứng minh rằng sự tu hành có kết quả. Mà trên đời này có ai muốn chọc mình giận đâu. Đâu có ai muốn làm sai để bị la rầy. Và một trong những cái cách để mình dễ mà mình quán chiếu đó, mình có cái phước được bao nhiêu người ở dưới mình chấp nhận một cái vai là cấp dưới để mình thủ một cái vai gọi là cấp trên. Thành ra những người đóng cái vai cấp dưới là họ tạo cho mình cái phước để mình được làm cấp trên. Nhưng nếu mình ở cấp trên mà mình không biết dụng phước á, thì phước mình nó hết thì mình
rơi rớt. Cho nên nếu mình được làm, mình đi làm, mình làm chủ, mà được một cái người, người ta đóng một cái vai là người ở, người làm cho mình, thì mình thật sự, nếu nói cho đúng ra là mình phải biết ơn họ. Tại vì họ đã đóng một cái vai người làm để hiển thị cái vai làm chủ. Quý vị về đọc lại cái kinh gọi là Kinh Thiện Sanh. Kinh Thiện Sanh Đức Phật nói rất rõ về chủ và người làm, sếp với cấp dưới của mình, nhân viên của mình. Cho nên á, đồng ý chấp nhận mình có cái nghiệp cũ. Nhưng ở đây cái vấn đề tu của chúng ta là chúng ta không muốn tiếp tục dụng cái nghiệp cũ để chúng ta tạo thêm cái nghiệp mới. Quý vị nghe lại cái bài nói chuyện của Pháp Hòa hình như là đầu năm rồi. Nghiệp cũ, nghiệp mới. Căn cứ vào một bài kinh mà Đức Phật nói. Pháp Hòa ví dụ ha. Mình sanh ra đời này mình có một cặp mắt. Cặp mắt là để mình nhìn. Đó là cái vốn của loại nghiệp gì. Nhưng mà nếu mình nhìn người ta bằng cảm thông, nhìn người ta để thương yêu thì nghiệp cũ, nhưng mà có nghiệp mới mà nghiệp tốt. Mình tiếp tục mình gieo duyên. Còn không thì mình dụng cặp mắt đây, mình hấy quýt, mình phán đoán, thì mình gây cái nghiệp cũ, ẩn nghiệp mới bất thiện. Cho cái người mà người ta đóng cái vai phía dưới đó là để cho mình hiển cái ở bên trên. Là chúng ta nên quán chiếu nhiều cái khía cạnh, nhiều cái duyên, để chúng ta giải đi cái nghiệp này. Giải sao? Ồ, nếu mình không phải làm boss, mình làm nhân viên, mình có chịu được cảnh này không? Ồ, cảm ơn người này đã đóng một cái vai nhân viên để mình được làm vai sếp. Rồi bao nhiêu cái duyên nữa. Thí dụ bây giờ mình đặt trường hợp lỡ con cháu mình, anh em mình họ đi làm mà họ bị người ta la rầy nặng nề như vậy, chịu được không? Và mình phải quán chiếu rằng ai cũng có những cái tự ái của người ta, mà tại sao mình lại nói những lời như vậy, vân vân. Rất nhiều cách để mình quán chiếu, mình tạo nhiều cái thiện duyên để giúp cho cái cách sống này của mình nó được chuyển hóa. Con xin hỏi thầy, có người ăn đồ ăn không hết để đó, con thấy tùm lum quá nên con đem đi bỏ, vậy con có tội không? Nếu mà mình bỏ cái thức ăn đó bằng cái tâm tư gì? Mình bỏ mà bực bội quá để tùm lum, mà mình dục để mà cho cái người đó biết tay mình, hay là để mà thỏa mãn cái bực bội mình, mà trong cái đó mình vẫn biết thức ăn này còn ăn được. Thay vì mình bỏ thùng rác, tức là mình là phạm vào cái lỗi là phí thức ăn, thì cũng phải dọn thôi. Thì bây giờ mình cũng sẽ bỏ, nhưng mà bỏ vô tủ lạnh, để mình không cảm thấy là mình có cái lỗi là mình đã phí thức ăn. Cũng là một cách dẹp, nhưng mà dẹp với phiền não thì thức ăn nó vào sọt rác và mình tự nhiên cảm thấy khó chịu. Vì đi vào sọt rác cho nên mới đặt câu hỏi là con có tội không. Còn nếu mình sợ tội thì tại sao mình không quán, không kiểm cái thức ăn, xem cái thức ăn này nó có còn tốt không. Chẳng qua là người kia có cái tánh hơi hời hợt, bê bối, không có biết làm gọn thôi. Thì bây giờ mình đằng nào cũng dọn, dọn gọn cất tủ lạnh, mai mốt hâm ăn tiếp, cũng là dọn, mà dọn không mắc lỗi. Còn một cái mình dọn bằng bực bội rồi mình trút vô thùng rác, sau đó cái hối hận không biết tôi có tội không, làm chi để rồi cứ phải phân dân tội với phước. Cũng là một cái dọn, mà sao mình không dọn nó đi vào trong cái sạch hơn, cái tốt hơn, để rồi mình khỏe luôn. Quý vị có ý mà nói gì? Trong cuộc sống của mình có nhiều khi mình cũng nói, mình cũng nói cho cái người đó hiểu mình muốn cái gì, nhưng mà có một cách nói cho người ta dễ chịu và một cách nói làm cho người ta đau khổ. Thì mình là cái người có tu, có tuệ giác, thì mình hãy chọn nói cái nào. Thật sự á, mình nói mình hả hê rồi, mà mình lại là một con người biết phục thiện, cho nên xong cái mình hối hận.
mình lại cảm thấy khó chịu khi mình phải thốt lên những lời nói đó với người kia. Vậy thì tại sao mình không tập lại là mình làm cái gì để gọi khỏi mình, khỏi đặt mình vào một cái vòng đau khổ là tại sao tôi nói như vậy? Cái vấn đề ở đây là cái vấn đề chúng ta ứng dụng sự tu hành. Được như vậy thì chúng ta sẽ dễ chịu hơn, và cuộc sống này nó sẽ linh động nhẹ nhàng hơn. Quý vị biết là nhiều lúc Pháp Hòa cũng có nhiều vị làm việc không có gọn gàng. Mà Pháp Hòa biết cái vị này mà xuống bếp mà không gọn gàng một hồi là kế nào cũng có lời qua tiếng, người ta không nói gì mà ta tùm lum tà la. Thôi bây giờ mình làm sư phụ, mà hễ cái vị đó xuống bếp là Pháp Hòa phải đóng vai thị giả. Canh cái vị đó xuống bếp cái là Pháp Hòa tụt xuống bếp luôn, xăng tay áo lên, cái vị đó bỏ đâu Pháp Hòa đi dọn đó. Để làm gì? Để cho nhà nó yên. Nói chuyện nó không có đáng gì hết. Nếu mà mỗi người chỉ cần phát tâm dọn xung quanh như dọn rác, dọn rác như dọn tâm, là có chỉ có chuyện đâu. Rửa chén vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Có cái bát nào mà nó sạch mãi, mà có cái bát nào nó dơ mãi đâu. Quý vị biết nhiều lúc đó, mình đứng ở trên lầu, mình thấy người đó đi tới, mà nãy giờ mình biết là người ta cứ chạy lên chạy xuống chạy ra chạy vô, ta mở cửa mà mở riết cũng hơi phiền, tại vì cứ ra vô mở hoài. Có nhiều lúc đang đứng trên lầu vậy, thấy sắp người sắp tới, thôi em chạy ra em mở cho rồi, để bớt một tiếng làm gì cứ bấm hoài vậy. Thật sự ra cuộc sống á, cái vấn đề ở đây là chúng ta biết nhìn rồi tự thân chúng ta hy sinh cái thời giờ, cái công việc của mình như thế nào để nó điều chỉnh mọi sự phiền muộn xung quanh. Bởi vì một chút giận thì nó tập nghiệp chút, hai chút hờn nó tập nghiệp chút. Mà cuộc sống chúng ta mà cứ tập như hoài hoài, nó thành ra một cái khối nghiệp lớn. Mình đừng có nghĩ mình là ai hết á. Mình đừng có nghĩ mình là trụ trì, mình đừng có nghĩ mình là boss, mình đừng có nghĩ tôi không có làm việc này. Mình là lớn mà mình làm được việc nhỏ nó mới phi thường. Còn mình là người lớn mà làm việc lớn là bình thường. Người nhỏ mà làm việc nhỏ là bình thường. Còn mình người lớn, mình có chức cao, mình lại đi câu mâu với người những cấp dưới mình là bất thường. Thế thì mình muốn mình bình thường, phi thường hay bất thường thì mình tự chọn. Ta không là gì thì ta mới là tất cả. Một cái nồi bột nếp mà nhồi ra rồi đó, nắng nhỏ nhỏ thả vô kêu chè ỉ, có một miếng đậu xanh kêu trôi nước, có nước đường kêu trôi nước, luộc xong rồi để ráo lăn đậu xanh bánh dày đậu, cho vô một chút tiêu thành ra ăn với nước mắm bánh ít trần. Có một cục bột nếp mà mình muốn nó là cái gì thì nó sẽ là cái nấy. Nó không là gì thì nó mới là tất cả. Mình không là gì mình mới là tất cả. Mà mình đã là gì rồi thì ai dám gọi mình là gì nữa. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Ứng dụng mình tu như vậy. Thưa Thầy, tu là có từ giả cắt lìa những hệ lụy của thế gian, vậy còn kết duyên nữa để làm gì? Để bắt đầu những chuỗi hệ lụy mới nữa sao? Có lý không? Câu hỏi là mình tu là mình muốn cắt hết các duyên, vậy tại sao giờ mình cứ nói kết duyên hoài, vậy là tiếp tục cái vòng hệ lụy sao? Thưa đại chúng, cuộc đời này ngày nào chúng ta còn sống là không thể nào chúng ta cắt duyên được. Nhưng mà cái cắt ở đây là cắt những cái duyên khổ lụy ràng buộc phiền não. Còn cái duyên thiện lành tại sao không kết? Có bao giờ mình dám gả con mình cho cái người mà mình biết nó không ra gì đâu? Trừ khi nào thiệt sự mình không biết. Chứ còn ai cũng muốn con đem con mình kết duyên với một người tốt cả.
Bây giờ quý vị đi đi ăn nhà hàng, quý vị có đành lòng đem tiền mình vô trả thiệt mắc cho một cái nhà hàng dở không? Ai cũng muốn đi tìm nhà hàng ngon để ăn hết. Mà nếu bây giờ mình suy nghĩ kỹ trong cuộc sống mình hàng ngày, có việc gì mình làm mà không phải kết móc một cái duyên đâu. Gặp nhau là bắt tay, hỏi thăm, xin số phone, xin địa chỉ, add Facebook, add Viber, add Tango, add Zalo, đủ kiểu add hết. Không có subtract, không có minus, toàn là add không. Vậy thì mình đâu có các duyên. Nhưng mà ở đây chúng ta phải biết tỉnh giác duyên gì nên kết mà duyên gì nên giảm. Ví dụ như bây giờ mình có hồi thỏ mình ghiền thuốc lá. Hôm nay mình giảm cái duyên hút thuốc lá thì cái gì nó tăng? Tiền nó tăng. Bởi đâu có mất tiền cho thuốc nữa đâu. Giảm tiền hút thuốc thì tăng tiền dư. Giảm sự hút thuốc thì tăng sức khỏe cho cái lá phổi. Giảm cái hút thuốc mà tăng cái sự vui vẻ cho gia đình. Mà hễ càng hút, mình càng hút thì phổi giảm, tiền giảm, mà vợ con mình cũng giảm luôn, mà giảm hơi á, bị cứ cằn nhằn hoài, thấy không? Rồi sức khỏe của cái người sucking smoke. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là cái vấn đề không phải là chúng ta cắt hết các duyên. Nó y như cái trường hợp sanh tử luân hồi. Có nhiều vị nói ôi tôi để đến cái chỗ gọi là dứt luân hồi sanh tử. Dạ thưa, không phải. Vẫn luân hồi sanh tử. Nhưng mà cái người không hiểu đạo thì sanh tử bì lao. Còn cái người hiểu đạo là gì? Khứ lai tự tại, đến đi thông dong, vẫn sanh vẫn tử. Cũng giống như ví dụ như bây giờ quý vị là cái người, ví dụ như bây giờ mình thương một người đó quá, mình không muốn xa người đó, nhưng mà mình hiểu rằng cuộc đời có đến có đi, có tụ có tán, thì họ đi thì mình tiễn, họ đến thì mình tiếp, họ đi về, nhưng mà rồi có ngày họ họ làm sao? Họ trở lại, cái mình nhẹ nhàng. Còn mình nghĩ rằng mình ra đi vĩnh viễn, không bao giờ mình gặp, cái mình tạo ra một chuỗi những cái sự gọi là hệ lụy, cái tụi mình khổ. Cho nên ở đây là vẫn trở lại, nhưng mà không có khổ gì, mình biết rồi, có đến có đi. Cho cái người mà người ta hiểu thì khứ lai tự tại, người không hiểu thì sanh tử bì lao. Ở đây mình không có kết cái duyên ác nữa, giảm cái duyên ác mà tăng cái duyên thiện, tăng cái duyên lành. Nếu cuộc đời này mà duyên gì mình cũng không kết thì có gì cuộc sống này nó có thực hiện được đâu. Kính bạch thầy, người xuất gia mà không cắt ái ly gia như vậy đúng hay sai? Nó tùy theo cái hoàn cảnh. Dĩ nhiên là theo nguyên tắc là mình xuất gia là ở chùa, gọi là trên cái hình thức. Nhưng mà có những trường hợp là vị đó có thể vì sức khỏe hay vì bất cứ một hoàn cảnh nào không thể ở chùa được, mà vị đó phải lui về nhà hay ở thất, ở cốc, ở am, ở gì đó, hay ở với người thân. Mình không biết được chính xác cái hoàn cảnh của người ta thì đôi khi mình cũng khó mà nói người ta đúng hay sai. Biết đâu chừng người ta thân tại gia mà tâm xuất gia. Có nhiều khi mình thân tại gia mà tâm xuất gia, mà có những người là tâm thân không xuất gia, hay là có những người ngược lại, thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Cho nên ở đây thì cái vấn đề là chúng ta, nếu chúng ta có cơ hội hiểu được hoàn cảnh của người đó thì chúng ta dễ chấp nhận hơn. Pháp Hòa ví dụ, ở Việt Nam có một vị tổ, ngài nuôi mẹ của ngài. Sáng nào ngài cũng xuống chợ, ngài mua con cá lóc về, ngài nấu canh cho mẹ ăn. Thì người ta trong chợ đó đều gọi ngài là một vị hòa thượng phạm giới, là vì nghĩ rằng ngài đã làm sai.
Nhưng cuối cùng người ta hiểu rằng á, Ngài mua cá về không phải Ngài ăn, mà Ngài nuôi mẹ già đang lâm bệnh nặng. Và cái sự hiếu thảo của Ngài đã vang tiếng đến vua Tự Đức. Mà bởi vì vua Tự Đức cũng là một vị vua hiếu thảo, vua Tự Đức đích thân đến và thấy được cái hành động của Ngài, thì vua Tự Đức mới cho lập cái am, cái chùa lên, đặt tên là chùa Từ Hiếu. Đó là cái ngôi chùa Từ Hiếu ở ngoài Huế bây giờ đó. Có nhiều khi mình thấy một cái hành động của người đó hoàn toàn không thể chấp nhận được, vì mình nghĩ họ phá giới phạm trai. Nhưng mà khi mình hiểu, mình đi hiểu được cái nguyên do thì nó có khác. Trường hợp thứ hai, ở Hàn Quốc có một vị hòa thượng, ngày nào người ta cũng thấy ổng đi ra ngoài cái phòng ăn, ổng lấy hai phần cơm ổng lén lén bưng vô phòng, thì người ta mới theo dõi. Thì một ngày nọ người ta theo dõi, người ta nghe hòa thượng rù rì với một cô gái ở trong phòng, bảo đảm rồi, chắc ăn rồi. Bắt đầu đem nhà báo tới, đem ký giả, đem video, đem mọi thứ chuẩn bị, tông cửa một cái là quay phim chụp hình bỏ lên Facebook nha. Thì khi mà tông vô như vậy rồi thì mới biết là hòa thượng đang chăm sóc cho một cô gái ở ngoài đường bị bệnh cùi. Mà vì hòa thượng sợ trong chúng gồm nhóm không cho giữ cô này hoặc là bị lây bệnh, cho nên hòa thượng im lặng dưỡng cô này trong phòng. Cho nên có những người, người ta hiện tướng phàm phu mà ẩn tàng Bồ Tát. Cũng có trường hợp là ngoại hiện Bồ Tát mà ẩn tàng phàm phu. Cho nên cái cõi của chúng ta là cõi phàm thánh đồng cư. Cõi này nè, kẻ phàm người thánh sống chung với nhau, ai phàm ai thánh, làm sao mình dám nói? Chính vì không dám nói cho nên đừng có khởi tâm khinh ai, mà phải làm gì? Chúng ta hãy học hạnh của bất khinh, tức là thường bất khinh đó. Hãy chắp tay cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Mà người ta tu sai tu đúng, nhiều khi nó cũng không phải là vấn đề của mình. Rồi mình bận rộn cái chuyện này thì đôi khi nó lại chuốc lấy cái phiền não mà dính dáng gì tới mình đâu, phải không? Mình đi tìm, mình đi rước một cái phiền não về cho chính mình. Cho nên là ở đây Pháp Hòa không có dám nói đúng sai, bởi vì mình không hiểu được hoàn cảnh của người ta. Còn nếu như trường hợp mà bây giờ mình nói là cái người đó tu không đúng, tu là phải ở chùa, phải không? Thì bây giờ thí dụ mình bắt người ta ở chùa mà người ta không ở, mình làm gì người ta? Thôi thì bây giờ cái chuyện mình đã nói cho người ta biết người ta không đúng, thí dụ đi, mà người ta không làm thì cũng chẳng là, đừng có rước cái phiền não vô nhà mình. Đức Phật có nói một bài kinh đó, một cái người mà người dâu tốt đừng có lấy rác ở bên ngoài đem vô nhà, và cũng đừng lấy rác ở nhà đem ra đường. Có người muốn tìm hiểu Đức Văn Thù và Đức Đại Thế Chí có thể tìm hiểu trong kinh sách nào? Quý vị lên chùa Văn Thù hỏi. Chùa Văn Thù là chắc chắn sẽ trả lời được câu này. Hỏi mấy cây thông này nè. Có một quyển kinh quý vị có thể tìm hiểu, đó là kinh Bi Hoa. Kinh Bi Hoa. Ở trong kinh Bi Hoa nói về hạnh nguyện tu hành của Đức Phật Di Đà và bảy vị Bồ Tát, trong đó có Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, những hạnh tu của các vị này ở trong kinh Bi Hoa. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí là bốn anh em đó. Nhưng mà hai người là phò Phật Thích Ca, hai người phò Phật Di Đà. Ngài Thích Ca ngồi giữa, Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền ngồi hai bên. Chúng ta gọi là Ta Bà Tam Thánh hoặc là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Còn Đức Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm bên, Đức Thế Chí bên, gọi là Tây Phương Tam Thánh.
Đức Dược Sư ngồi giữa, Đức Nhật Quang biến chiếu một bên, Đức Nguyệt Quang biến chiếu đứng một bên, gọi là Dược Sư Tam Tôn hay là Dược Sư Tam Thánh. Còn thầy Pháp Hòa đứng giữa hai Phật tử hai bên, gọi là Phước Lộc Thọ. Cho nên cứ chụp hình đi, không có sao hết, đừng có lo áp vô ba người bốn người gì hết.